thần cấp ở rể. chương 561, âm mưu tấn công. Chu tử đồng cười nói, đúng vậy, lần trước gặp nhau ở khách sạn Cana. Quen biết người như vậy không tốt cho cậu đâu, cũng không tốt cho nhà họ Chu. Chỉ có điều bất lợi, khi nhà họ Chu của chúng ta gặp vấn đề nhạy cảm, nhà họ Nguyên luôn tùy theo biểu hiện của chúng ta để quyết định có giúp đỡ nhà họ Chu hay không tôi không hy vọng vào lúc này bởi vì cậu muốn củng cố quan hệ với Diệp Vô Phong mà làm cho nhà họ Nguyên bỏ rơi chúng ta đâu. Chu Hoa Tăng gõ bàn, hờ hững liếc nhìn Chu Tử Đồng, nhưng Chu Tử Đồng chỉ nở nụ cười tươi giói như cũ gật đầu, đừng lo lắng, bác ba, tôi sẽ không bao giờ có bất cứ giao dịch nào với Diệp Vô Phong. Chu Hoa Tăng gật đầu, nhưng vẫn hờ hững nói, tôi biết cậu nghĩ như thế nào, nhà họ Chu sau này vẫn phải dựa vào anh em các cậu hỗ trợ. Không thể gây chuyện bên ngoài, biết không? Chu tử đồng gật đầu và mỉm cười. Được rồi, cậu ở đây cũng không có việc gì, có thể về đi. Chu tử đồng từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười, cũng không cảm thấy bất mãn chút nào, đều nghe hết những lời Chu Hoa Tăng nói. Trông có vẻ là một tiểu bối có học thức. Chu Hoa Tăng bày ra vẻ mặt ảm đạm sau khi Chu Tử Đồng rời đi, nhà họ Chu sẽ không bao giờ là của mày, cho nên mày nên chết tâm đi, dáng vẻ giả bộ trước mặt tao thật là ghê tởm. Audio điện tử võ tấn bền. Đương nhiên Chu Hoa Tăng biết Chu Tử Đồng làm gì, nhưng ông ta không bao giờ can thiệp, dù sao thì ông ta cũng biết cho dù Chu Tử Đồng có làm gì đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không có được sự ủng hộ của những người còn lại trong nhà họ Chu. Chu Tử Đồng chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi, khi Chu Nhược Phong đưa Chu Tử Đồng về thì một lát sau đã trực tiếp chết luôn, nếu không có người nhà họ Chu thương hại Chu Tử Đồng, Chu Tử Đồng đã chết từ lâu rồi. Cuối cùng, một người hầu của nhà họ Chu đã nuôi Chu Tử Đồng lớn. Chu Tử Đồng trở về phòng liền thấy một người phụ nữ đang đợi, nhìn thấy Chu Tử Đồng trở lại, bà ấy nhanh chóng nở nụ cười, "Tử Đồng, mẹ hâm nóng đồ ăn cho con rồi, chắc con vẫn chưa ăn đúng không?" Chu Tử Đồng vội vàng nắm lấy tay người phụ nữ, cau mày, trên mặt cũng không còn tươi cười, nói với giọng trách cứ, "Đã nói bữa tối con có thể tự xử lý, mẹ không cần đợi con đâu, đã muộn rồi, mẹ cứ ngủ đi." người phụ nữ lắc đầu như vậy không tốt sức khỏe của con từ nhỏ đã yếu không ăn uống đúng giờ thì sao mà được cả ngày lại ở bên ngoài mệt mỏi nữa chu tử đồng bất lực nói mẹ dung mẹ đừng lo lắng nếu con muốn ăn cái gì con nhất định sẽ nói cho người mẹ dung kéo theo chu tử đồng đến bàn ăn nhìn thấy chu tử đồng bắt đầu ăn thì vui vẻ trở về phòng căn phòng này do nhà họ chu cho anh ta và mẹ dung có hai phòng ngủ và một phòng khách nhưng chỉ rộng 60 mét vuông thôi. Bởi vì anh ta không có địa vị gì trong nhà họ Chu, người trong nhà họ Chu cho anh ta một căn phòng nhỏ như vậy, nhưng cũng là do mẹ Dung đã tự mình đi xin. Nếu không phải mẹ Dung cầu xin Chu Hoa Tăng thì thậm chí ông ta sẽ không cho họ một ngôi nhà nhỏ như thế. Chu Tử đồng cười nhẹ, không tồi, kế hoạch của mình coi như thành công rồi, Chu Hoa Tăng à, ông cho rằng tôi cần mấy thứ mà các người bố thí sao? Nếu không phải có mẹ Dung, thì tôi đã biến nhà họ Chu trở nên hỗn loạn rồi. Anh ta ăn hết tất cả đồ ăn mà mẹ Dung đã hâm nóng, không còn lại chút gì. Chu tử đồng tự giác rửa sạch chén đũa một cách sảng khoái, sau đó trở về phòng, ngồi bên cửa sổ, nhìn về hướng nhà họ Nguyên. Đêm nay đã định là một đêm không ngủ. Bên ngoài ngôi nhà cũ của nhà họ Nguyên, một nhóm người đang quan sát tình hình ngôi nhà cũ ở một nơi rất khuất, mỗi người đều tự làm công việc của mình, phân công rõ ràng, đâu vào đấy diệp vô phong có chút nghi hoặc nhìn du kinh hồng cô chắc chắn muốn động thủ vào đêm nay sao tuy rằng cô đã dẫn theo một tiểu đội trông rất lợi hại nhưng phải biết rằng phòng ngự nhà cũ của nhà họ nguyên không đơn giản đâu diệp vô phong biết rõ điểm này dù sao thì trước đó đường trảm cũng đã tới đây đã biết hồ quý ở ngay trong nhà họ nguyên còn lên kế hoạch vào nhà họ nguyên để giết chết hồ quý kết quả mới phát hiện lực lượng phòng ngự của nhà họ nguyên đã trở nên rất mạnh ngay cả anh ta cũng không thể âm thầm lẻn vào theo những gì đường chảm nói, có hơn 10 xạ thủ bắn tỉa của nhà họ Nguyên ẩn nấp trong bóng tối, số tay súng bắn tỉa này có thể nói là dàn ra hết cả sân. 360 độ tuyệt đối không có góc chết. Lúc này bước vào nhà cũ của nhà họ Nguyên, nhất định sẽ bị lính bắn tỉa phát hiện. Chắc chắn, nhà họ Nguyên vẫn chưa biết cục hồng thuẫn của chúng ta đã đến Liêu Tây, nên lúc này mới có thể mất cảnh giác. Du Kinh Hồng rất tự tin nói. Diệp vô phong chỉ vào vài người bọn họ, chỉ bằng mấy người đã muốn đi vào đó ư. Tôi không muốn đả kích các người đâu, nhưng đội trưởng Du, có hơn 10 tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong nhà cũ của nhà họ Nguyên đấy. Hơn nữa còn không biết bọn chúng ở vị trí nào, cô cảm thấy có thể lặng lẽ lẻn vào bên trong sao. Du kinh hồng cao mày, hơn 10 tay súng bắn tỉa ư. Làm sao nhà họ Nguyên lại thuê được nhiều tay súng bắn tỉa như vậy? Ai biết được, nhưng nếu nghĩ lại cũng hiểu được. Cô nghĩ đi, bọn họ hiện tại là sự tồn tại mạnh nhất bất khả chiến bại ở Liêu Tây. Tương đương với việc trở thành hoàng đế của vùng đất Liêu Tây, và thậm chí còn kiêu ngạo cản rỡ hơn hoàng đế. Cô phải biết rằng, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Liêu Tây hiện nay đều liên quan đến nhà họ Nguyên. Diệp vô phong mỉm cười nhìn cô ta. Du Kinh Hồng nghiến răng kiên định, đã như vậy, tôi lại càng muốn hạ bệ nhà họ Nguyên hơn nữa. Hoa hạ sẽ không bao giờ cho phép những kẻ bắt nạt như vậy tồn tại. Nhưng cô vẫn nên cân nhắc kỹ hơn đi, hiện tại nếu như các cô lẻn vào, có 80% khả năng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa ngoài cô ra, bọn họ đều sẽ chết ở đây, bởi vì thực lực bọn họ không quá tốt. Diệp Vô Phong vẫn khuyên Du Kinh Hồng nên hành động thận trọng. Đặc biệt là anh từng nghe Đường Trảm nói về tình huống ở nhà họ Nguyên, ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng không vào được nhà họ Nguyên, cho nên anh biết dù cho đám người Du Kinh Hồng có thể vào nhà Nguyên, thì kết quả cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện và ngoại trừ một người mạnh mẽ như Du Kinh Hồng có thể ra ngoài, những người khác sẽ chết bên trong. Đây là điều chắc chắn. Du Kinh Hồng cau mày, cô ta nghĩ càng sớm càng tốt, dù sao càng sớm thì nhà họ Nguyên càng không chuẩn bị kịp, nếu sau này nhà họ Nguyên nhận được tin tức, nhất định sẽ có biện pháp phòng thủ. Đến lúc đó, bọn họ lại càng không thể âm thầm tiến vào bên trong. Du Kinh Hồng đột nhiên nghiêm túc nhìn Diệp Vô Phong, tôi biết thực lực của anh hẳn là có thể tiến vào nhà họ Nguyên mà không bị bọn họ phát hiện. Diệp Vô Phong nhìn cô ta cười khổ, cô tin tưởng thực lực của tôi nhiều như vậy à, đến tôi còn không tin vào chính mình nữa đấy. Chương 562, đột nhiên không có lý trí. Du Kinh Hồng nhướng mày, đừng lo lắng, ngay cả khi tôi có được Vạn Sơn Hồng biến, tôi sẽ không bao giờ bỏ đi như thế này. Nếu công ty Hoa Cường của anh muốn tiến vào Liêu Tây, chúng tôi sẽ giúp Diệp vô phong cười nói, chuyện này tôi cũng không muốn, cô cũng biết lực phòng ngự của nhà họ nguyên quả thực rất mạnh. Cho dù tôi có thực lực mạnh mẽ cũng không thể đảm bảo 100% có thể lẻn vào. Hơn nữa rốt cuộc nhà họ nguyên đặt, vạn sơn hồng biến, ở đâu tôi cũng không biết. Du Kinh Hồng lấy ra một tấm bản đồ, đây là bản đồ cấu trúc ngôi nhà cũ của nhà họ nguyên, do vệ tinh của chúng ta chụp lại. Vị trí này là một nơi được canh gác nghiêm ngặt, có một căn phòng ở đó, Chắc là nơi nhà họ Nguyên đặt một số thứ quan trọng, anh có thể qua đó tìm xem. Nhìn thấy nơi đánh dấu phía trên đó, Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, lấy bút ra, tích vài vòng trên bản đồ, cô có biết những địa điểm này là gì không? Tất nhiên Du Kinh Hồng biết, đây là vị trí bắn tỉa tốt nhất cho các tay súng bắn tỉa. Diệp Vô Phong nối tất cả các vòng tròn lại, và vị trí mà cuối cùng chúng hội tụ là vị trí vừa được Du Kinh Hồng đánh dấu căn phòng đó là nơi mà tất cả các tay súng bắn tỉa có thể theo dõi vì vậy một khi họ ở xung quanh phòng các tay súng bắn tỉa có thể biết ngay lập tức trong hoàn cảnh như vậy cho dù diệp vô phong có thực lực cường đại cũng không có cách nào từ bên ngoài vào nhà về phần việc để vào bên trong tìm được thứ gì thì càng không thể ngay cả bên ngoài cũng canh phòng chặt chẽ như vậy tổ chức phòng ngự bên trong không cần phải nói cũng phải rất hùng hậu diệp vô phong đã bất lực trong tình huống này nếu anh đột nhập từ phía trước anh chắc chắn sẽ giết tất cả các tay súng bắn tỉa nhưng điều đó sẽ khiến chính anh bị lộ du kinh hồng lúc này mới hít một hơi thật sâu dù sao thì đêm nay chúng ta cũng phải thử nếu không được chúng ta sẽ nghĩ cách khác nhưng trước đó chúng ta phải thử xem cách này có được hay không diệp vô phong nhìn du kinh hồng trang bị tốt vì vậy nắm chặt lấy tay cô ta cô định đích thân ra trận ư du kinh hồng thờ ơ nói tôi thân là đội trưởng tôi nên đi đầu hơn nữa tôi là người mạnh nhất ở đây, vì vậy tôi nên đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Diệp vô phong tức giận nhìn cô ta, cô đúng là một con lừa ngoan cố. Du Kinh Hồng chừng mắt nhìn Diệp vô phong, nhưng cũng không nói gì, sau khi thu xếp trang bị xong, nói với Hồng Á Phương ở bên cạnh, chặn mảng của nhà họ Nguyên cho tôi, tất cả thiết bị điện tử cần phải vô hiệu hóa. Hồng Á Phương nhanh chóng thao tác trên máy tính, và 10 giây sau, cô ta dỗi ngón tay cái ra du kinh hồng quay đầu nhìn về phía la tử đàn và la tử nghiệp các người yểm trợ lạc nham là người quan sát bất cứ lúc nào anh cũng có thể báo cáo cho tôi nhất cử nhất động của vệ sĩ nhà họ nguyên yến phi linh hoạt phối hợp sau khi mọi thứ được thu xếp xong du kinh hồng vội vàng chạy ra ngoài ngay lập tức nhưng diệp vô phong lại không hề giữ lấy cô ta diệp vô phong u ám nói các người cứ để cô ta đi như vậy sao yến phi thờ ơ nói loại chuyện này do đội trưởng tự mình quyết định chúng tôi không có quyền can thiệp chỉ có thể thi hành mệnh lệnh diệp vô phong thở dài rất bất lực không biết nhà họ nguyên có bao nhiêu kẻ thù cũng không biết bọn chúng mạnh đến mức nào nếu như ta xuống tay vào lúc này chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao diệp vô phong thật sự không ngờ du kinh hồng lại liều lĩnh như vậy điều này không giống tính cách của cô ta chút nào nhưng cuối cùng anh cũng nghiến răng nghiến lợi cầm khẩu súng lục từ bên hông xông thẳng vào nhà cũ của nhà họ nguyên người phụ nữ ngu ngốc này. Diệp Vô Phong thực sự không ngờ Du Kinh Hồng sẽ làm chuyện này, nhưng dù thế nào, Du Kinh Hồng cũng là đội trưởng của anh, anh không muốn nhìn Du Kinh Hồng chết trước mặt anh như thế này. Sau khi Diệp Vô Phong rời đi, Hồng Á Phương quay lại nhìn Yến Phi, đội trưởng liệu sự như thần. Sở dĩ cô ấy làm đội trưởng là bởi vì cô ấy có thể sử dụng tất cả những người hoặc những thứ có thể sử dụng, nhưng tôi nghĩ rằng lần này đội trưởng thua, trong lòng cô ấy sẽ dối tung lên yến phi nhún vai nói hồng á phương gật đầu cô ta cũng tán thành điều này dù sao thì mặc dù du kinh hồng đoán được hành động của diệp vô phong nhưng cũng rất kiên định với diệp vô phong biết rằng diệp vô phong nhất định sẽ theo cô ta vào nhà họ nguyên nguồn gốc của sự tự tin này là do cô ta cũng tin diệp vô phong và hiểu anh hơn sau khi du kinh hồng trèo qua tường cô ta bắt gặp một camera nhưng camera theo dõi đã hỏng không thể theo dõi cô ta Bây giờ nguy hiểm nhất nên là kẻ thù ẩn trong bóng tối. Có lẽ cô ta đã biết vị trí của những tay bắn tỉa đó, nên mối đe dọa không lớn lắm. Sau khi trèo qua tường thành, hiện ra một khu vườn rất rộng, con đường trong khu vườn này rộng 10 thước, một số loài hoa quý trồng xung quanh, hiển nhiên là do nhân viên đặc biệt chăm sóc nên mới nở hoa rực rỡ. Khu vườn này thực sự rất trống trải, nếu bước vào khu vườn như thế này, các tay súng bắn tỉa sẽ tìm thấy cô ta ngay từ lần đầu tiên. Nó quá rõ ràng. Vì vậy, cuối cùng Du Kinh Hồng đã đi vòng qua một số cây ngắn bên cạnh, mặc dù nó dài hơn rất nhiều nhưng vẫn an toàn hơn là đi thẳng qua khu vườn. Chỉ là sau khi đi qua khu vườn này, cô ta bước vào một công viên trước mặt, công viên này có sân bóng đá và sân bóng rổ, cô ta đã bị kích thước của công viên làm cho choáng váng. Nhà họ Nguyên đã tốn bao nhiêu tiền để xây ngôi nhà cổ này thế? Với diện tích lớn như vậy, rõ ràng là một tiểu khu luôn rồi. Du Kinh Hồng nghiến răng nghiến lợi. Biệt thự của một gia đình mà đã lớn như vậy, đúng là quá giàu có. Không biết bao năm qua nhà họ Nguyên đã vơ vét được bao nhiêu để làm nên ngôi nhà có quy mô như thế. Và quả thật là kiêu ngạo, các doanh nhân khác đều rất kiệm lời, dù đã kiếm được tiền nhưng họ vẫn biết chân lý không nên để lộ sự giàu có quá nhiều. Hoặc là sẽ đầu tư vào các ngành công nghiệp khác. Sóng chống khua chiêng sự giàu có của mình, ở Liêu Tây này cũng chỉ có nhà họ Nguyên đội trưởng có bốn nhân viên an ninh đang tuần tra vị trí của cô từ phía tây bắc lạc nham thờ ơ nói lúc này du kinh hồng nhanh chóng quay trở lại vị trí của lùm cây thấp và trốn sau lùm cây bốn tên vệ sĩ tới vị trí này xem xét sau đó trực tiếp rời đi giống như không phát hiện ra du kinh hồng sau khi du kinh hồng thoát khỏi đám vệ sĩ này cô ta tiếp tục đi vào trong những nơi trống trải như sân bóng đá sân bóng rổ cô ta nhất định không được đến vì vậy cuối cùng cô ta chọn khu tòa nhà cách xa hơn, những tòa nhà này đều là người hầu của nhà họ Nguyên ở, những người không cần túc trực cũng đã ngủ rồi. Vì vậy, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của Du Kinh Hồng. Nhưng sau khi đi qua những khu vực tòa nhà này, cô ta cảm thấy hơi bất lực, trước mặt cô ta có một con suối nhỏ, tất cả đều là nhân tạo. chương 563, Vây ngụy Cứu Triệu để làm cho toàn bộ ngôi nhà trông sang trọng xa hoa, nhà họ Nguyên thậm chí còn làm một con suối nhân tạo, quả thực là khiến người ta cạn lời. Có một cây cầu ở giữa con suối, và Du Kinh Hồng đã đi qua con suối này dưới cây cầu. Cuối cùng cô cũng vào được khu nhà ở của nhà họ Nguyên, nơi đây là nơi sinh sống của các thành viên nhà họ Nguyên, hiện tại nơi này đã rực rỡ ánh đèn và rất nhiều công nhân vẫn đang làm việc. Và nơi này cũng có rất nhiều vệ sĩ canh gác từng cửa, dường như họ làm việc 24 phần 24. Du Kinh Hồng không thể vào những khu nhà ở này trừ khi cô ta giết những vệ sĩ này. Cũng may nơi cô ta muốn đi không phải trong khu nhà ở, mà đi một hướng khác nên có thể lẳng lặng vòng qua khu nhà ở. Đúng lúc này, vài tên vệ sĩ đột nhiên cau mày nhìn về phía Du Kinh Hồng đang trốn. Sao vậy? Vài tên vệ sĩ không biết vì sao, nhìn đám vệ sĩ đang từ từ tiến đến chỗ ẩn nấp của Du Kinh Hồng. Có vẻ như có ai đó ở đằng kia, chúng tôi đã thấy một chút chuyển động ở đằng kia, một vệ sĩ nói có lẽ bị gió thổi bay những vệ sĩ khác đều cười nói không biết có phải gió thổi không hơn nữa vừa rồi tôi cũng không thấy gió thổi nên chắc chắn phải có người ở đó người vệ sĩ nói với vẻ chắc chắn nhưng những vệ sĩ khác nhìn mấy tên vệ sĩ này và không cảm thấy những gì mấy tên này nói là đúng họ cảm thấy rằng mấy vệ sĩ này chỉ là quá đa nghi thôi đây là nhà họ nguyên lúc này ai dám xông vào nhà họ nguyên chứ chán sống rồi sao và bên ngoài còn có vệ sĩ tuần tra còn có trạm gác và tay súng bắn tỉa nữa nếu ai đó đột nhập họ sẽ là người đầu tiên biết cũng sẽ thông báo tin tức cho đám người bên này nhưng các tay súng bắn tỉa đã không gửi bất kỳ thông tin nào chỉ là ba người vệ sĩ đi về phía trước không quan tâm nhiều như vậy tiếp tục đến gần du kinh hồng du kinh hồng lấy dao găm ra tỏ vẻ cảnh giác cô ta biết mình sắp bị bại lộ khi bị bại lộ Cô ta hoàn toàn có thể giết chết ba tên vệ sĩ, nhưng việc lộ ra ngoài sẽ chỉ khiến cô ta gặp tình huống nguy hiểm hơn. Sau khi Diệp Vô Phong xử lý một tên lính gác cuối cùng trong vườn, anh thở dài, đúng là làm sằng làm bậy, nếu tôi không tìm hiểu kỹ hành tung của họ thì cô xong đời rồi. Nhưng ngay sau đó anh cũng bất đắc dĩ, lao vào một tòa nhà cao tầng, sau đó nhanh chóng đi lên, cuối cùng lao lên nóc nhà phía trên tòa nhà. Người bắn tiền nằm trên sân thượng kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong đang lao tới trước mặt là một tay bắn tỉa xuất sắc, anh ta đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để rút con dao găm ra khỏi đùi, tay còn lại thì rút khẩu súng lục ra. Lúc anh ta quay lại, định bóp cò, nhưng trước đó Diệp vô phong đã xuất hiện trước mặt anh ta và tát vào cổ anh ta một cái. Cả người anh ta mềm nhún, tay muốn bắn cũng không còn sức bóp cò. Diệp vô phong bình tĩnh cầm khẩu súng bắn tỉa lên, sau đó nhắm khẩu súng bắn tỉa vào một số vệ sĩ đang tiếp cận Du Kinh Hồng. Bang bang bang! sau ba lần bắn mù liên tiếp, anh trực tiếp chĩa súng bắn tỉa vào các tay súng bắn tỉa khác mà không thèm nhìn. Anh biết mình đã bị bại lộ, nhưng để Du Kinh Hồng đi vào căn phòng đó một cách suôn sẻ, anh chỉ có thể hy sinh như vậy. Ba tên vệ sĩ chuẩn bị tiến lên còn chưa phản ứng lại, trực tiếp bị đâm thủng đầu, trong khi những tên vệ sĩ khác thì trợn mắt há hốc mồm mà kinh hãi. Thật sự có kẻ địch dám vào nhà họ Nguyên, chẳng lẽ muốn chết sao? Mấy tên vệ sĩ này đều kinh ngạc nhưng họ vẫn rút súng lục và bước ra ngoài trong lúc nhất thời thì số lượng vệ sĩ trong khu nhà ở giảm hẳn du kinh hồng thở phào nhẹ nhõm và quay lại nhìn về hướng của diệp vô phong cô ta cắn môi cô ta biết diệp vô phong làm chuyện như vậy để cô ta không bị phát hiện ai nhờ anh giúp chứ du kinh hồng lúc này có chút tức giận nhưng vẫn xoay người lẻn sang một bên cô ta biết nhiệm vụ của mình bây giờ là gì về phần chuyện diệp vô phong đã làm thì để sau hãng nói sau tiếng súng bắn tỉa, mọi người đều thức giấc. Toàn bộ nhà họ Nguyên giống như sống lại, và những tiếng nói bắt đầu phát ra từ khắp nơi trong nhà họ Nguyên. Có những tiếng la hét của vệ sĩ, những cuộc thảo luận của các thành viên trong nhà họ Nguyên, và những tiếng thì thầm hoảng sợ của những người hầu. Diệp vô phong tùy ý trốn vào một góc, anh biết góc này là góc chết, những tay súng bắn tỉa kia không có cách nào bắn tới vị trí này. Vì vậy, không có gì phải lo lắng cả. Anh nhặt khẩu súng bắn tỉa lên và bắn vào tên bắn tỉa trước mặt. Bùm. Tốc độ nổ súng của anh rất nhanh, như thể không cần nhắm bắn, khi người bắn tỉa vừa tiếp xúc với súng bắn tỉa, viên đạn của Diệp Vô Phong đã bắn trúng vào cây súng của tên kia. Tên bắn tỉa này lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng trốn sang một bên, anh ta biết rằng bên kia là một cao thủ. Đối phương là một tên cao thủ, đề nghị phía dưới hỗ trợ, đối phương cướp vũ khí của số 9 và hiện đang bị chúng tôi vây trên sân thượng người bắn tỉa nói ngay lập tức các vệ sĩ khác bắt đầu lao về phía tòa nhà nơi diệp vô phong đang ở họ đang cầm trên tay một số súng tiểu liên hoặc súng lục trong cận chiến súng bắn tỉa không hữu dụng bằng những vũ khí này nhưng diệp vô phong lại nở nụ cười anh có cần loại vũ khí nóng này để cận chiến không tất nhiên là không lúc này tay bắn tỉa lại nói chỉ có một kẻ địch tuy rằng không biết hắn làm sao lẻn vào đây nhưng hiện tại bị chúng ta vây hãm, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ đợi vệ sĩ đi lên giết hắn thôi. Tất cả các tay súng bắn tỉa đều dùng họng súng đối mặt với Diệp Vô Phong, họ tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, chỉ cần Diệp Vô Phong dám để lộ một chút cơ thể của mình, họ sẽ bắn không chút do dự. Lúc này, hơn chục vệ sĩ đã tới đỉnh của tòa nhà, họ nghe thấy những gì vệ sĩ nói và biết Diệp Vô Phong bây giờ đang ở đâu. Một vệ sĩ nâng khẩu súng lục lên, sau đó chậm rãi đi tới bên này tầm mắt đang từ từ mở rộng nhưng vừa lúc trong mắt lóe lên một bóng đen trước khi anh ta có cơ hội bắn cổ họng của anh ta đã bị rạch bởi con dao găm anh ta che cổ trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi máu không ngừng tuôn ra lúc này những vệ sĩ kia kinh ngạc lui về phía sau cuối cùng tên vệ sĩ kia chỉ có thể ngã xuống đất và co giật liên tục sau cùng là không còn sự sống từ đầu đến cuối tất cả vệ sĩ đều chưa từng nghĩ tới việc cứu tên vệ sĩ này. Cẩn thận, hắn vẫn đang ở vị trí đó, sức lực rất mạnh, trực tiếp dùng hỏa lực trấn áp để xử lý hắn. Hắn còn không có cơ hội bắn đâu, một vệ sĩ tức giận nói. Các vệ sĩ đều ảo ảo bắn, vừa di chuyển vừa bắn. chương 564, sự lừa dối tuyệt vời. Chỉ là khi tầm mắt của bọn họ đã nhìn thấy nơi mà Diệp vô phong ẩn nấp, phát hiện Diệp vô phong đã biến mất. Tình hình thế nào, một đám vệ sĩ không biết đang xảy ra chuyện gì ngay cả những tay súng bắn tỉa cũng bối rối họ luôn nhắm vào lối ra nơi diệp vô phong đang ẩn náu nếu diệp vô phong đi ra họ sẽ phát hiện ra ngay lập tức người bắn tỉa có thấy chuyện gì đang xảy ra không một vệ sĩ hỏi không chúng tôi không thấy anh ta ra khỏi đó các người xem kỹ đi bây giờ trời tối các người không thể nhìn rõ cũng là điều bình thường tay bắn tỉa giải thích khoảng hơn chục vệ sĩ bối rối họ đi về phía trước, ngay sau đó một vệ sĩ đi đến dìa tòa nhà, nhìn thấy Diệp vô phong đã cầm con dao găm treo lên tường. Anh ta mở to mắt, vươn miệng định nói, nhưng Diệp vô phong đã xuất thủ, dùng một quả đấm đập nát trái tim của tên vệ sĩ. Sau đó, anh lăn trên mặt đất và lao vào các vệ sĩ. Diệp vô phong ra tay rất nhanh, cú đấm nào cũng chí mạng, bọn vệ sĩ thậm chí không còn sức chống cự, súng tiểu liên trong tay bọn họ chẳng khác gì đồ chơi căn bản là không có tác dụng. Tuy nhiên, sau vài phút, vệ sĩ bị Diệp Vô Phong xử lý đều bị ném đi. Các tay súng bắn tỉa sửng sốt một chút, thực lực của đối phương rất mạnh. Để tiền bối cao thủ của nhà họ Nguyên ra tay đi, chúng ta không có cách nào giải quyết đâu. Các tay súng bắn tỉa đều nắm rõ tình hình hiện tại, những tay súng bắn tỉa này đã bị Diệp Vô Phong chơi đùa, trước rất nhiều tay súng bắn tỉa và rất nhiều vệ sĩ có vũ khí diệp vô phong vẫn có thể cầm vũ khí dễ dàng giết chết những tên vệ sĩ đó điều này đủ cho thấy diệp vô phong mạnh như thế nào chỉ là trên sân thượng vẫn có vệ sĩ khi bọn họ cẩn thận đến chỗ diệp vô phong ẩn náu tất cả đều kinh ngạc lại biến mất rồi một vệ sĩ vội nói hãy nhìn vào mép tường và nhớ đừng đi vào điểm mù của chúng tôi tay bắn tiền nói rất nghiêm túc các vệ sĩ lao đến mép tường nhưng lần này không có ai ở mép tường cả Chẳng lẽ người ta cứ biến mất như vậy sao? Vệ sĩ rất tò mò, nhìn thấy chung quanh không có gì, nhìn hồi lâu vẫn là thế. Cuối cùng, tất cả đều bỏ cuộc và khiêm sát những vệ sĩ này xuống. Nhưng sau khi bước vào cầu thang, một xác chết bất ngờ bật dậy, chộp lấy khẩu súng tiểu liên trong tay một vệ sĩ rồi bắn vào đám vệ sĩ. Tiếng la hét liên tục phát ra từ cầu thang, lúc này lính bắn tỉa chỉ biết vệ sĩ có chuyện gì đó, chứ không thể nhìn ra bên trong có chuyện gì. Cái quái gì đang xảy ra với các người vậy? Nói chuyện đi, tay bắn tỉa hỏi một cách rất lo lắng. Nhưng cũng không có ai trả lời, bởi vì bọn họ đều chết ở trong cầu thang, toàn bộ cầu thang đều bị máu nhuộm đỏ, Diệp Vô Phong cởi quần áo của vệ sĩ ra, mỉm cười. Sau khi ném thi thể của tên vệ sĩ vừa rồi ra ngoài, anh cũng mặc quần áo của một thi thể rồi tự mình nhảy ra ngoài, cứ như bị ai đó ném ra ngoài vậy. Như vậy đã có thể che giấu tất cả các tay súng bắn tỉa. Diệp vô phong vừa cười vừa đi xuống. Những tay súng bắn tỉa bên ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong. Đúng là gặp ma rồi, bên kia vẫn còn bạn đồng hành sao. Tay bắn tỉa dốc đi bực bội tháo chiếc tay nghe ra và bước xuống với khẩu súng bắn tỉa của mình. Anh ta muốn tự mình đi xem chuyện gì đang xảy ra. Khi anh ta đến tòa nhà thì Diệp Vô Phong đã rời khỏi tòa nhà rồi. Mục đích của Diệp Vô Phong đã đạt được, không cần phải ở trên đó nữa. Jock đi đi lên cầu thang, nhìn thấy tất cả vệ sĩ đều chết thảm, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở đây. Nhưng ngay sau đó anh ta phát hiện ra rằng số xác chết bên trong có gì đó sai sai. Thiếu một tên, tên khốn đó, thế mà lại giả dạng làm xác chết, Jock đi cầm khẩu súng bắn tỉa chạy xuống. Chiều này quả thật là tuyệt đỉnh, khiến anh ta cảm thấy IQ của mình đã bị bóp chết hoàn toàn rồi, còn dám dở trò như thế này nữa ư phải biết rằng họ luôn nhìn chằm chằm vào sân thượng, một khi phát hiện ra Diệp Vô Phong đang giả vờ là một người chết, họ sẽ bắn vào Diệp Vô Phong trước tiên. Biết rằng rất nguy hiểm, đối phương dám dở trò như vậy, quả thực là khiến anh ta mở rộng tầm mắt. Những tay bắn tỉa khác cũng trợn tròn mắt sau khi biết chuyện này, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một màn lừa bịp tuyệt đỉnh như vậy. Nhất thời bọn họ đã ngưỡng mộ Diệp Vô Phong, cho dù đối phương là kẻ thù, nhưng sức mạnh và lòng dũng cảm mà Diệp Vô Phong thể hiện cũng đủ khiến bọn họ khâm phục. Trong đại sảnh của nhà họ Nguyên, người phát ngôn của nhà họ Nguyên, Nguyên Trần, bày ra vẻ mặt bình tĩnh, chống gậy nói, chỉ là một vài con chuột đã khiến tất cả các người sợ hãi rồi, bởi vì đã lâu rồi nhà họ Nguyên chưa trải qua chuyện thất bại đúng không? Những người nhà họ Nguyên khác không nói chuyện, cúi đầu, quả nhiên có chút kinh hãi. Bởi vì bọn họ từ nhỏ chỉ trải qua một lần tình huống có giặc ngoại xâm vào nhà. Lần trước là khi tứ đại thiên vương của một tổ chức quốc tế rất lớn đến nhà họ Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn bị nhà họ Nguyên đánh lui. Khi đó, mọi người trong gia tộc họ Nguyên đều nhìn thấy thực lực của Long môn, đồng thời cũng biết một số thế lực trong thiên hạ mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng bây giờ bọn họ đều biết rằng phòng ngự của nhà Nguyên đã mạnh hơn trước rất nhiều, từ khi Đường Trảm đến, lực phòng ngự của nhà Nguyên đã được nâng cấp. Vì vậy, Đường Trảm không có cách nào lẻn vào đây như trước nữa sắc mặt của nguyên đạt tiêu hơi kích động rõ ràng anh ta có bóng ma tâm lý khi có kẻ địch xông vào nhà họ nguyên anh ta luôn cảm thấy đó chính là đường chảm lại tới tìm mình hơn nữa gần đây anh ta còn gặp đường chảm ngay trong nhà của phong tử nghĩa mọi người trở về ngủ tiếp đi lũ chuột này sẽ sớm bị quét sạch thôi nguyên trần lãnh đạm nói người nhà họ nguyên gật đầu rồi bước về phòng chỉ là toàn thân nguyên đạt tiêu còn đang run lên hiển nhiên đã bị kích thích rất nhiều Nguyên Trần lại nói, "Đạt Tiêu ở lại, ông có chuyện muốn nói với cháu." Nguyên Đạt Tiêu nghi hoặc nhìn Nguyên Trần, nhưng anh ta không tiếp tục đi ra ngoài. Sau khi tất cả các thành viên rời đi, Nguyên Trần lãnh đạm nói, "Ông biết cháu bị Đường Trảm dọa cho sợ mất mật, nhưng là người của nhà họ Nguyên, cháu phải tự bước ra khỏi cái bóng này." Mặc dù Đường Trảm là tứ đại thiên vương của Long môn, nhưng cũng không dám sằng bậy ở Hoa Hạ đâu. Nguyên Đạt Tiêu gật đầu, nhưng chỉ có anh ta mới biết mình có nghe thấy hay không. Chương 565, không vào được. Sau khi Nguyên Đạt Tiêu trở về phòng, anh ta không thể ngủ được, anh ta vẫn cảm thấy có kẻ thù trong nhà họ Nguyên nhưng lại không bị phát hiện. Trong trường hợp này, anh ta không dám ngủ chút nào. Anh ta hít một hơi thật sâu nói với vệ sĩ bên ngoài, "Vào đây." Người vệ sĩ kia tò mò nhìn Nguyên Đạt Tiêu. Mặc dù Nguyên Đạt Tiêu không phải là thành viên trực hệ của nhà họ Nguyên, nhưng anh ta được Nguyên Trần trong chi thứ tương đối yêu quý cho nên mới giao câu lạc bộ Hào Thiên cho anh ta. Đương nhiên, họ không dám lơ là chậm trễ. Anh Tiêu, có chuyện gì vậy? Người vệ sĩ hỏi. Nguyên Đạt Tiêu chỉ vào vị trí phía trước, đi xem có người trốn ở nơi đó không. Hai vệ sĩ tò mò nhìn nhau, nhưng họ biết kẻ địch chưa đến khu nhà ở, tiếng súng đã vang lên ở ngoại vi, cho thấy rằng đối phương chỉ đang loanh quanh khu vực ngoại vi của ngôi nhà. Hơn nữa có biết bao vệ sĩ đã ra tay đuổi giết kẻ thù, nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn cho khu nhà ở này nếu làm theo lời nguyên đạt tiêu thì bọn họ đã làm quá phận luật lệ của nhà nguyên rất nghiêm khắc nếu ai dám vi phạm thì kết quả cuối cùng sẽ rất khổ sở dù không chết cũng chỉ còn lại nửa mạng vì vậy trong lúc nhất thời họ vẫn chưa đồng ý anh tiêu nếu hai người chúng tôi đi ra ngoài thì phòng của anh thật sự rất nguy hiểm không có sự bảo vệ của chúng tôi nếu đối phương đến thì anh sẽ gặp nguy hiểm vâng anh tiêu em nghĩ chúng tôi ở đây thì tốt hơn bên ngoài sẽ có vệ sĩ khác giải quyết vệ sĩ khác cũng sẽ đi tuần tra sắc mặt nguyên đạt tiêu trở nên u ám vậy ý của các người là không nghe lời tôi nói đúng không nếu là như vậy tôi giữ hai người lại có ích lợi gì biểu cảm của hai vệ sĩ thay đổi nguyên đạt tiêu lấy điện thoại di động ra nói thiết quyền lại đây tôi có việc cho ông làm ngay sau đó thiết quyền và thiết chân đi đến trước mặt nguyên đạt tiêu Thiết Quyền hơi nghi hoặc hỏi, "Cậu Đạt, cậu có gì phân phó sao?" Nguyên Đạt Tiêu chỉ vào một tòa nhà phía xa, "Đi xem tình hình bên đó, tôi nghi ngờ có người đang trốn ở đó." Thiết Quyền gật đầu và rời đi. Còn Thiết Chân đứng ở bên cạnh Nguyên Đạt Tiêu, luôn phải có người ở lại bảo vệ cậu, hơn nữa việc xem xét chỉ cần nhìn một mình Thiết Quyền cũng đủ rồi. Nguyên Đạt Tiêu gật đầu vẫy tay với hai vệ sĩ đứng một bên, "Các người có thể ra khỏi đây, tôi không cần hai người ở đây." hai người vệ sĩ nhìn nhau một cách bất đắc dĩ họ chỉ làm theo quy tắc của nhà họ nguyên và kết quả là vẫn không có cách nào để khiến nguyên đạt tiêu hài lòng nhưng họ không dám làm theo lời nguyên đạt tiêu rời khỏi vị trí của họ bởi vì họ biết rằng một khi chuyện này bị bắt nguyên đạt tiêu sẽ bán cả hai mà không chút do dự tuyệt đối sẽ không cầu xin cho bọn họ mà quy tắc của nguyên trần nghiêm khắc như vậy nếu hai người bọn họ rời khỏi khu nhà ở vậy nguyên trần nhất định sẽ cho bọn họ rời đi việc gãy một tay một chân trước khi ra đi là chuyện bình thường ở liêu tây bình thường đều có thể thấy một số người bị gãy tay chân đi ăn xin trên đường phố đó đều là những người hầu phạm sai lầm với nhà họ nguyên bộ dạng rất thống khổ lại vì bọn họ từng làm việc trong nhà họ nguyên sẽ không có bao nhiêu người cho bọn họ tiền ở liêu tây hầu hết mọi người đều căm thù nhà họ nguyên nếu không phải nhà họ nguyên một tay che trời ở liêu tây thì đã sớm bị hàng vạn người kiện cáo rồi du kinh hồng lúc này đang dựa vào mép nhà cách vị trí đã đánh dấu không xa cô ta chỉ cần đi bộ một đoạn là có thể đến được vị trí đã đánh dấu sau đó tiến vào bên trong thì nhiệm vụ coi như đã hoàn thành một nửa cho dù không lấy được vạn sơn hồng biến thì cũng đủ để chắc chắn rằng nó được đặt ở vị trí đã đánh dấu đến lúc đó tấn công thẳng vào nhà họ nguyên thì tốt rồi tuy nhiên khi cô ta chuẩn bị đi về phía trước sắc mặt của cô ta thay đổi bởi vì cô ta đã nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt, chứng tỏ có người đang đến gần. Mình đã ẩn náu rất tốt, hơn nữa hiện tại ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Vô Phong, tại sao lại có người tới nơi này kiểm tra chứ? Ngay từ đầu Du Kinh Hồng nghĩ rằng cô ta đã bị lộ, nhưng cô ta vẫn rất tự tin vào khả năng ẩn náu của mình. Nhất định là có ai đó phải rất nhạy cảm với cảm giác nguy hiểm nên mới có thể biết có ai đó đang ẩn náu ở nơi này nếu người tới là vệ sĩ thì mình trực tiếp giết luôn đảm bảo không phát ra tiếng động nào du kinh hồng lấy ra con dao găm dựa vào tường chờ người kia tới gần nhưng cô ta đã nhanh chóng phát hiện ra đối phương và chính mình chỉ cách nhau một góc rẽ nhưng mà đối phương không định đi qua đây sắc mặt du kinh hồng càng lúc càng lạnh cô ta có thể chắc chắn người bên kia nhất định không phải vệ sĩ bởi vì nếu là vệ sĩ nhất định sẽ không cảnh giác như vậy và chắc chắn rằng bên kia đã phát hiện ra dấu vết của cô ta. Du Kinh Hồng đang nghĩ cách giết chết đối thủ, lúc này Thiết Quyền đang dựa vào tường, sắc mặt càng lúc càng căng thẳng, trên chán còn có một tầng mồ hôi mịn. Vì ông ta biết có ai đó ở chỗ góc rẽ, người này đang chờ ông ta tiến về phía trước. Thực lực của đối thủ chắc chắn rất mạnh. Ông ta nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm chặt, eo hơi cúi xuống, cuối cùng ông ta lựa chọn rút lui ông ta lui về phía sau từng bước, nhưng lại không dám quay lưng về phía Du Kinh Hồng. Sau khi lùi lại hai ba mươi mét, lúc này ông ta mới quay người bỏ chạy ra ngoài. Còn Du Kinh Hồng lao đến vị trí đã đánh dấu, cô ta biết mình đã bị lộ, cô ta muốn vào phòng tìm kiếm trước khi kẻ địch đến. Tay bắn tỉa đã bị Diệp vô phong khống chế, nên không thể quan tâm đến chuyện của cô ta ở bên này. Có lẽ cô ta có thể vào căn phòng được đánh dấu một cách thuận lợi nhưng vừa đến cửa nhà cô ta liền trợn tròn mắt cửa này hóa ra là cửa an toàn cao cấp nhất gồm hàng vạn bánh răng chỉ cần nhập mật khẩu là có thể mở được cửa nếu chỉ nghe thì hoàn toàn không có cách nào để nghe thấy sự khác biệt trong chuyển động quay của các bánh răng du kinh hồng không ngờ rằng một cánh cửa lại sử dụng công nghệ cao như vậy và cô ta biết rằng loại cửa an toàn này cũng sẽ được mở bằng tròng đen của mắt nghĩa là ngoài việc nhập đúng mật khẩu tròng đen cũng cần phải chính xác Du Kinh Hồng nghiến răng, lập tức lui ra ngoài. Lúc này Thiết Quyền đã quay lại khu nhà ở, hét vào mặt vệ sĩ có kẻ địch ở vị trí đó. Tất cả vệ sĩ đều sửng sốt một hồi, băng qua khu nhà ở, bọn họ vẫn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Người phụ trách bảo vệ khu nhà ở, Nguyên Tông Kiệt nhìn những người xung quanh, đi xem xem có chuyện gì không. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 566, bị bao vây những người này gật đầu lia lịa đều mặc quần áo huấn luyện, di chuyển rất nhanh, sau khi thiết quyền hét lên, hơn 10 giây sau họ đã đến vị trí của Du Kinh Hồng. Nhưng bọn họ không phát hiện bóng dáng của Du Kinh Hồng, cho nên nhíu mày, Trần Kiệt mạnh mẽ ngồi xổm xuống nhìn dấu vết trên mặt đất, lãnh đạm nói, phụ nữ, đi qua phòng an toàn, nhưng hiện tại chắc là đã trốn ra ngoài rồi. Những người còn lại gật đầu đuổi theo ra ngoài. Mỗi người trong số họ đều có thực lực của cảnh giới tông sư, và hào quang phát ra từ một trong những lão giả thậm chí sắp đột phá cảnh giới chiến thần. Bốn người bọn họ vội vàng chạy về hướng Du Kinh Hồng chạy trốn, Du Kinh Hồng lúc này đang tăng tốc chạy trốn ra ngoài, cô ta biết đêm nay không thu hoạch được gì, tuy rằng có chút khác biệt so với dự kiến, nhưng cũng tạm được rồi. Cô ta không tham lam chút nào, sau khi biết căn phòng đó có lắp thiết bị cao cấp, vậy thì trong phòng đó nhất định phải có những thứ rất quan trọng. Thế là đủ rồi. Tuy nhiên Du Kinh Hồng đã sớm cảm nhận được những kẻ theo đuổi phía sau mình. Muốn bắt được tôi à? Vậy để xem các người có bản lĩnh này không." Du Kinh Hồng cười khẩy. Nguyên Tông Kiệt lúc này đã lấy máy bộ đàm ra và nói với các vệ sĩ ở phạm vi bên ngoài, "Có kẻ địch đang chạy trốn bên ngoài, bao vây cô ta lại, tôi không muốn các người để cho cô ta chạy thoát." Nhất thời, tất cả vệ sĩ đều vội vàng chạy tới vị trí mà Nguyên Tông Kiệt đã nói. Sau khi Nguyên Tông Kiệt thay đổi kênh của máy bộ đàm, anh ta đột nhiên có vẻ không vui, có cách nào để sửa chữa giám sát ở đó không? Người thợ sửa chữa cũng rất bất lực, cậu Kiệt, chúng tôi cũng không muốn, nhưng bên kia chính là một cao thủ, chúng tôi không có cách nào tìm được tập tin che chắn màn hình, chắc sẽ mất một lúc. Nguyên Tông Kiệt bất mãn hỏi, còn bao lâu nữa? Lũ khốn kiếp vô dụng, ở thời điểm mấu chốt đều không dùng được, tôi nuôi các người có ích lợi gì? Cho các người 2 phút, nếu còn không được thì tất cả cút đi hết cho tôi mấy thợ sửa chữa đều toát mồ hôi trên chán bọn họ cũng không muốn thế này nhưng lại phát hiện bên kia thực lực quá lợi hại hiện tại bọn họ vẫn đang kiểm soát các camera của nhà họ nguyên và tất cả các mạng đã bị bên kia kiểm soát giờ đây họ thậm chí không có đủ tư cách để vận hành một máy tính bọn họ chỉ có thể luống cuống nhưng cũng không thể làm gì họ đã làm được những gì họ có thể làm nhưng hiệu quả thì không có dưới tình huống như vậy bọn họ chỉ có thể thở dài biết sau lần này sẽ phải rời khỏi chức vụ ở nhà họ Nguyên, quyền lợi ở đây tốt như vậy, bọn họ thật sự không muốn rời đi. Thật đáng tiếc, điều khó chịu nhất của Nguyên Tông Kiệt chính là mục đích của bên kia, anh ta biết trong phòng an toàn có những gì, nơi đó có tất cả những bí mật liên quan đến nhà họ Nguyên. Nếu phòng an toàn xảy ra vấn đề gì, thì nhà họ Nguyên sẽ coi như xong đời. Có đủ bằng chứng để giết họ, thậm chí khiến cả gia tộc họ Nguyên biến mất trên đất hoa hạ bên kia rất biết kết cấu nhà họ nguyên của chúng ta cũng biết vị trí của phòng an toàn vị trí rất khuất người bình thường cũng không biết chẳng lẽ anh ta nheo mắt lại ngay lập tức nghi ngờ có người nhà họ nguyên phản bội nhà họ nguyên nhưng anh ta nhanh chóng phủ nhận chuyện này dù sao anh ta cũng biết tình hình của các thành viên nhà họ nguyên tuy có xích mích nhưng dựa trên những nguyên tắc nhất định các thành viên sẽ tuyệt đối không bán đứng nhà họ nguyên bởi vì bọn họ đều biết nếu nhà nguyên bị diệt thì tất cả sẽ bị tiêu diệt nếu vết nhơ của nhà nguyên lộ ra thì không ai có thể thoát được nếu nhà nguyên đi đời thì tất cả các thành viên của nhà nguyên sẽ bị pháp luật trừng trị không thành viên nào của nhà họ nguyên có thể trốn thoát vì vậy điều này tương đương với máu chảy ruột mềm bọn họ đều biết phải làm gì bây giờ chính là phải bảo vệ tốt nhà họ nguyên bảo đảm cho nhà họ nguyên không bị diệt phong để bọn họ có thể vượt trội ở liêu tây nếu không phải như vậy nghĩa là bên kia có thể sử dụng vệ tinh của hoa hạ chỉ bằng cách này, họ mới có thể nhanh chóng hiểu được cấu trúc của ngôi nhà. Nguyên Tông Kiệt hít một hơi thật sâu và dễ dàng tìm ra thân phận của đối phương. Những người phía trên cuối cùng cũng định ra tay chống lại chúng ta. Tôi biết nhà họ Nguyên đang phát triển rất thuận lợi, hiện tại đã dự định phát triển sang các thành phố lân cận. Cuối cùng, phía trên thực sự không định để cho nhà họ Nguyên sống dễ chịu. Nguyên Tông Kiệt cười khẩy. Tuy nhiên, anh ta vẫn cần nói chuyện này với Nguyên Trần dù sao những người phía trên đã để mắt đến nhà họ Nguyên, chuyện này không phải là chuyện tầm thường. Đã từng có rất nhiều người bị phái tới đây, cuối cùng kết cục vẫn thê thảm. Bây giờ lại phái tới, những người phía trên quả thực không muốn từ bỏ ý định mà. Để xem lần này nên giết bọn họ như thế nào, cách giết nên thê thảm một chút, như thế mới khiến người phía trên biết nhà họ Nguyên không dễ bắt nạt. Nguyên Tông Kiệt đã suy nghĩ về cách trừng phạt Du Kinh Hồng sau khi cô ta bị bắt. 50 60 vệ sĩ bao vây lối ra để đảm bảo rằng Du Kinh Hồng không có cách nào thoát khỏi họ. Năm cao thủ của cảnh giới tông sư đang đuổi theo từ phía sau đã nhìn thấy bóng lưng của Du Kinh Hồng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Bởi vì bọn họ biết Du Kinh Hồng tuyệt đối không thể thoát khỏi tay bọn họ, một khi đã vào nhà họ Nguyên thì không có khả năng đi ra. Nơi này có nhiều người ngăn cản như vậy, cho dù là hỗ trợ cận chiến hay tầm xa đều có. Sinh thự của nhà họ Nguyên được thiết lập theo sức mạnh phòng thủ của căn cứ quân sự, tất cả các thủ vệ và vị trí của thủ vệ đều rất đặc biệt. Du Kinh Hồng đang trốn ra ngoài thì một vệ sĩ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, tốc độ của tên vệ sĩ này không hề chậm, hơn nữa đột nhiên xuất hiện khiến Du Kinh Hồng giật nảy mình. Đối thủ cầm một con dao găm trên tay và đâm về phía Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng tiến về phía trước dọc theo cánh tay của tên vệ sĩ và nhanh chóng nắm lấy cổ tay của tên vệ sĩ đồng thời kéo về phía anh ta tránh được cú đâm của con dao găm lúc này tên vệ sĩ đã ở sau lưng cô ta cô ta đá vào ngực tên vệ sĩ tốc độ của cô ta không bị ảnh hưởng gì ngược lại tên vệ sĩ bị đánh bất ngờ bởi một lực rất lớn nên gãy vài chiếc xương sườn năm vị cao thủ cảnh giới tông ứ đều nheo mắt lại trần kiệt lạnh lùng nói xem ra cũng là một cường giả cảnh giới tông sư có thể nhiều hơn thế nhưng cho dù như vậy bọn họ vẫn không sợ hãi bởi vì nhà họ nguyên chính là địa bàn của bọn họ bọn họ đương nhiên sẽ không sợ hãi trên địa bàn của chính mình du kinh hồng cũng nhanh chóng nhận thấy rằng lối thoát trước mặt có rất nhiều vệ sĩ đang chặn đường hơn nữa còn có một số vệ sĩ bên cạnh đang cầm súng chĩa vào cô ta cô ta dường như bị người nhà họ nguyên bao vây rồi trần kiệt bật cười cô gái cô trốn không thoát đâu ngoan ngoãn đầu hàng đi chương 567, đội trưởng bị bao vây. Du Kinh Hồng chỉ lạnh lùng sông tới, dao găm trong tay đã rút ra rồi, cô ta biết kế tiếp chính là bắt đầu một trận chiến cam gâu. Nhưng cô ta không hoảng sợ chút nào, cô ta đã gặp phải những tình huống nguy hiểm hơn trước đó, và sự bình tĩnh chính là vũ khí rất lợi hại của cô ta. Những kẻ uy hiếp nhất phải là những cao thủ phía sau, về phần những vệ sĩ đó, nếu không có vũ khí nóng trong tay thì mối đe dọa cũng không nhiều. Vì vậy, cô ta đã không suy nghĩ nhiều lao về phía trước càng sớm càng tốt những vệ sĩ phía trước không phải là mối đe dọa lớn đối với cô ta nhưng điều mà cô ta không ngờ là đám vệ sĩ này không hề sợ chết bọn họ cứ lao tới vũ khí trên tay cũng bắn về phía cô ta du kinh hồng xông vào đám người con dao găm trên tay không ngừng cứa cổ mấy tên vệ sĩ này bây giờ không phải lúc nhân từ cô ta biết nếu bọn vệ sĩ bắt được mình nhất định sẽ không lưu tình nhất định sẽ bắn vào nơi trí mạng của cô a bây giờ là lúc cho một cuộc đấu tranh sinh tử thân hình nhỏ nhắn của cô ta lao thẳng vào đám vệ sĩ cuối cùng tốc độ của cô ta cũng gặp phải chướng ngại vật và chậm lại nhưng cả quãng đường vẫn lao về phía trước cô ta suýt nữa lao qua đống vệ sĩ cuối cùng trước mặt cô ta chỉ có bốn năm tên vệ sĩ nhưng cô ta không còn sức mà tiến lên vũ khí của vệ sĩ hai bên đập về phía cô ta dù sức mạnh của vệ sĩ không tốt lắm nhưng nếu bị một thanh sắt như vậy đập vào người thì cô ta cũng sẽ bị thương du kinh hồng phải né tránh con dao găm trên tay chỉ có thể dùng để chặn vũ khí của tên vệ sĩ bước chân của du kinh hồng rất kỳ quái bước theo hình thất tinh mỗi bước đều vượt qua bên cạnh một vệ sĩ tránh được công kích của vệ sĩ cũng để công kích của mình rơi xuống tên vệ sĩ cô ta nhất định phải nặng tay tên vệ sĩ trực tiếp ngã xuống đất trong chốc lát không cách nào đứng dậy được thậm chí một số vệ sĩ còn không bảo vệ tốt điểm yếu của mình, nếu bị đâm xuyên tim hoặc cổ, kết quả sẽ tử vong tại chỗ. Thậm chí ngay cả kêu cứu cũng không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, Du Kinh Hồng đã giết chết hơn chục vệ sĩ, trên người cô ta bê bết máu, con dao găm cô ta đang cầm trên tay cũng dính đầy máu. Máu thấm đẫm trên lòng bàn tay, khiến cô ta hơi khó cầm được con dao găm này. Cô ta thực sự bị những vệ sĩ này bao vây. Trần Kiệt và một nhóm cao thủ đã đến bên cạnh Du Kinh Hồng và bao vây cô ta. Tôi thực sự không ngờ rằng một người phụ nữ lại có thể mạnh mẽ và tàn nhẫn đến vậy, có thể ra đòn chí mạng vào những vệ sĩ này. Du Kinh Hồng chỉ lạnh lùng nhìn Trần Kiệt. Trần Kiệt tự đắc nói, "Đừng nhìn, cô đã bị chúng tôi bao vây rồi, ở nhà họ Nguyên, cô muốn từ đây xông ra ngoài, cô nghĩ có được không? Hay là nói một mình cô có thể đánh bại tất cả phòng ngự của nhà họ Nguyên không?" du kinh hồng không nói gì mà chậm rãi xé một mảnh vải trên áo của mình quấn tấm vải dài quanh tay để không để con dao găm tách ra khỏi người do máu bôi trơn trần kiệt chế nhạo xem ra cô không có ý định đầu hàng đúng không đừng nói nhảm với cô ta ước chừng loại người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sau khi bắt được cô ta cho cô ta biết thủ đoạn thẩm vấn của chúng ta như thế nào đến lúc đó ý chí kiên cường của cô ta sẽ sụp đổ thôi vương giã một cao thủ cảnh giới tông sư, lạnh lùng nói. Trần Kiệt cũng không vội, bởi vì anh ta biết bây giờ Du Kinh Hồng đã bị bọn họ bao vây, thời gian càng dài càng tốt cho bọn họ. Bây giờ những vệ sĩ và tay đám khác của nhà họ Nguyên đang tụ tập ở đây, vòng vây càng lúc càng lớn, thời gian càng kéo dài, cơ hội trốn thoát của Du Kinh Hồng càng mỏng. Sau khi Du Kinh Hồng sửa lại con dao găm của mình, cô ta nhìn Trần Kiệt một cách lạnh lùng, cô ta biết xung quanh vẫn còn có tay súng đang nhắm vào mình nhưng cô ta không hoảng sợ chút nào. Ở cấp độ của cô ta, mối đe dọa của vũ khí nóng ít nhất là không gây chết người, và có kẻ thù xung quanh, cô ta hoàn toàn có thể ẩn sau những kẻ thù đó và tránh đạn. Chỉ là lúc này điều cô ta đang nghĩ là làm sao để rời khỏi nơi này, nhiệm vụ ở đây đã hoàn thành, tuy rằng cô ta đã bị bại lộ nhưng thông tin đã được thu thập, cô ta chỉ cần rời khỏi nơi này thì nhiệm vụ này sẽ được tính là hoàn hảo. Đồng bọn ở bên ngoài chắc vẫn đang đợi cô ta, cho nên bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng giết chết những người này. Thực lực của năm cao thủ quả nhiên rất cường đại, nhưng bọn họ vẫn luôn tưởng rằng chỉ có một mình mình, bọn họ lại không biết mình có đồng đội ở bên ngoài hỗ trợ, hiện tại bọn họ ở vị trí này hẳn là có thể làm hỗ trợ hỏa lực. Suy nghĩ một chút, Du Kinh Hồng liền nhận ra nơi này không phải tử địa của cô ta, cô ta nhất định có thể rời đi nơi này. Đám người yến phi vẫn luôn hướng về tình hình bên này. Trần Kiệt chế nhạo, quên đi từ biểu hiện của cô có thể biết được rốt của cô vẫn muốn chiến đấu với chúng tôi. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc. Vương giã ngay lập tức đưa ra tư thế tấn công của mình, đó là ưng chảo công, ông ta nhảy vọt lên, giống như đại bàng dương cánh, toàn thân hướng về phía Du Kinh Hồng. Và những cao thủ cảnh giới tông sư khác cũng đã ra tay, dù sao bọn họ cũng biết người phụ nữ này tuy nhỏ nhắn, trông khá yếu ớt, nhưng chắc chắn là một cao thủ, nếu một trọi một thì bọn họ thực sự có thể không đánh bại được du kinh hồng đây chỉ là suy nghĩ của họ nhưng diệp vô phong lại biết sức mạnh của du kinh hồng sức mạnh của du kinh hồng đủ để đánh bại cả hai nếu không phải vì có quá nhiều kẻ thù ở đây du kinh hồng đã muốn trực tiếp chiến đấu với bọn họ rồi đối mặt với cú đánh của vương giã du kinh hồng chỉ di chuyển con dao găm về phía trước trong khi tay còn lại tập trung sức mạnh ưng chảo nắm lấy cổ tay đang cầm con dao găm của cô ta định trực tiếp bẻ gãy nó, nhưng một lực lượng truyền đến từ cổ tay Du Kinh Hồng, như thể có một lực nào đó khiến cổ tay Du Kinh Hồng tuột ra khỏi ưng trảo của ông ta. Vương Giã biến sắc, hai chân nhanh chóng đạp lên, trên không trung nổ ra một tiếng động khiến đám vệ sĩ xung quanh phải lui ra ngoài. Du Kinh Hồng duỗi ra lòng bàn tay kia ấn xuống, trực tiếp đè áp công kích của Vương Giã xuống đất. Toàn bộ sức mạnh đều rơi xuống đất, lập tức khiến mặt đất hiện ra vài dấu vết. Phải biết rằng đây là đá chuyên dụng để lại dấu vết trên đá chuyên dụng, loại sức mạnh này mạnh đến mức bọn họ không thể biết được, nhưng những vệ sĩ đều biết rằng đây chắc chắn không phải là trận chiến mà họ có thể can thiệp vào. Du Kinh Hồng chỉ nhìn vương giã một cách rất thở ơ, bày ra chiêu thức bát quái trưởng. Vương giã kinh ngạc trợn to hai mắt, thế mà cô lại biết bát quái trưởng. chương 568, trận chiến khốc liệt trong nhà họ Nguyên. Sau khi các cao thủ khác nghe được điều này, tất cả đều kinh ngạc nhìn Du Kinh Hồng. Bọn họ đều biết Bát Quái Trưởng đã bị thất truyền, cả Hoa Hạ cũng chưa nghe có ai biết Bát Quái Trưởng. Nhưng bây giờ người phụ nữ trước mặt thực sự xuất ra chiêu thức Bát Quái, hoàn toàn khiến bọn họ khiếp sợ. Nói cho cùng, Bát Quái chính là phái nội gia chính thống, một Bát Quái Trưởng cũng đủ nghiền nát mọi thứ, nếu luyện đến đại thành, thậm chí có thể trực tiếp trở thành cường giả cảnh giới tông sư. Đối với cường giả tu luyện Bát Quái, phương diện cảnh giới của bọn họ không có bình cảnh, mà chỉ có bình cảnh trên phương diện Bát Quái nghĩa là nếu đột phá bình cảnh thì cảnh giới tu vi của bọn họ cũng sẽ đột phá. Trần Kiệt kêu lên, cùng nhau lên đi, người phụ nữ này luyện bát quái, nếu từng người lên thì sẽ bị cô ta xử lý đấy. Nhất thời, tất cả các cao thủ đều lần lượt tung đòn. Mỗi cao thủ cảnh giới tông sư đều tung ra bản lĩnh của mình khiến người ta lóa mắt, dù sao thì trong mắt người khác, trận chiến giữa những người này giống như một bộ phim, còn cường điệu hơn cả phim. Xét cho cùng, không có ai trong phim bẻ gãy cột đá bằng một chân, ít nhất là trong phim võ thuật cũng hiếm. Điều này nằm ngoài nhận thức của họ, sức mạnh của một người thực sự mạnh đến vậy sao? Hơn nữa cột đá rất to, nếu chân của một người va vào nó, tại sao chân của người đó không bị gãy? Họ không hiểu điều này. Nhưng vào lúc này, Du Kinh Hồng đang chiến đấu với năm cao thủ tông sư, điều này rất khó cho Du Kinh Hồng. Lúc này, một viên đạn rơi thẳng vào người vương giã, vương giã đã cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã kịp thời né tránh trước khi viên đạn lao tới tuy vẫn bị trúng đạn nhưng thực ra không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ là một vết thủng trên cánh tay trần kiệt hét lên với những vệ sĩ khác có một tay súng bắn tỉa đi ra ngoài tìm tay súng bắn tỉa đó trong khi anh ta đang nói anh ta vẫn tung chiêu với du kinh hồng ngay cả vương giã bị trúng đạn cũng không ngừng tấn công mà tiếp tục ép du kinh hồng về phía bức tường ở một bên Bọn họ đều biết hiện tại không được lùi bước, nếu không, kết quả cuối cùng sẽ để cho Du Kinh Hồng giết bọn họ, chỉ cần trận chiến giữa các cao thủ lộ ra một chút sơ hở thì đều có thể bị phóng to vô hạn. Lúc này, rất nhiều vệ sĩ xông ra bên ngoài, những tay súng bắn tỉa trên lầu cũng bắt đầu tìm kiếm tay súng bắn tỉa, chờ La Tử Nghiệp nổ súng tiếp. Chỉ cần có thể xác định được vị trí, bọn họ nhiều người như thế, đủ để kéo tay bắn tỉa kia ra. La Tử Nghiệp cũng biết tình huống này Lúc này anh ta đang núp trên cây với một khẩu súng bắn tỉa, nhưng anh ta không quan tâm đến việc bắn nữa. Anh ta biết rằng nếu vị trí của mình bị bại lộ, trong không gian rộng mở xung quanh, anh ta sẽ là mục tiêu sống. Anh ta nghiến răng, biết hiện tại nhất định không thể có chuyện gì xảy ra, nếu không Du Kinh Hồng ở bên kia còn phải dành thời gian chiếu cố mình. Anh ta bật tai nghe lên, "Hồng Á Phương, cẩn thận một chút, có 34 người vệ sĩ đang ở trong chạy ra." hồng á phương chỉ mỉm cười ít nhất bọn họ cũng biết tình hình hiện tại số lượng ít đến mức chỉ có thể chiến đấu phục kích nếu đối đầu trực diện với đám vệ sĩ đó thì dù có mạnh đến đâu dù họ có hợp tác ăn ý đến mức nào thì cũng không thể chiến thắng đối thủ lạc nham đâu không phải anh ta vẫn luôn thăm dò sao nãy giờ tôi không nghe anh ta nói gì cả la tử nghiệp cũng rất bất lực về chuyện này chỉ là bọn họ đều biết tính cách của lạc nham nếu không phải chuyện quan trọng thì lạc nham sẽ không bao giờ nói nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là rất lo lắng, nhưng Lạc Nham vẫn không nói, làm sao vậy? La Tử Nghiệp nghi ngờ Lạc Nham đã toi đời, nếu không, tại sao anh ta không nghe Lạc Nham nói? Hồng Á Phương ở bên lo lắng nói, mau rút lui đi, tôi phát hiện mạng của bọn họ hình như đã bắt đầu thay đổi, cũng không còn muốn khôi phục mạng nữa. Trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ người của nhà họ Nguyên không còn ý định quan sát tình hình dinh thự của nhà họ Nguyên thông qua giám sát, mà là trực tiếp dùng sức người để phòng thủ trước sự tấn công của kẻ địch và điều này có nghĩa là bên kia có kế hoạch khác chính là để ngăn tình huống như vậy xảy ra phòng thủ của họ chắc chắn không đơn giản như bề ngoài phải có nhiều người trong bóng tối bây giờ họ đã từ bỏ mạng internet điều đó có nghĩa là lực lượng an ninh đã được chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu được điều động hồng á phương vô cùng kiên định nói mọi người đều biết chuyện này nhưng bây giờ du kinh hồng còn chưa đi ra bọn họ không có cách nào rời khỏi nơi này tôi đi vào cứu đội trưởng yến phi cuối cùng quyết định liều mình nhưng hồng á phương lắc đầu tôi không đề xuất cô đi vào thế này bởi vì bên trong có quá nhiều kẻ địch vô dụng thôi bên trong có quá nhiều kẻ địch có thể phân ra một bộ phận khống chế cô cô cho rằng một lúc có thể đánh bao nhiêu người yến phi cũng biết những gì hồng á phương nói là đúng nhưng anh ta rất lo lắng cho tình hình của du kinh hồng anh ta biết rằng mặc dù du kinh hồng rất mạnh nhưng vẫn chỉ có một mình đơn giản là không có cách nào để chống lại sự tấn công của nhiều kẻ thù như vậy hồng á phương lúc này mới nói thật ra thì đội trưởng cũng không đơn độc không phải còn một người khác trong nhà họ nguyên sao diệp vô phong kia chắc vẫn luôn bảo vệ đội trưởng yến phi nhíu mày khi nghe điều này dù sao anh ta cũng không thích diệp vô phong cho lắm nếu không phải du kinh hồng nói diệp vô phong nhất định phải tham gia nhiệm vụ này anh ta đã khuyên du kinh hồng đừng để diệp vô phong đến anh ta biết tầm quan trọng của nhiệm vụ này, nếu vì Diệp Vô Phong mà xảy ra vấn đề gì thì thật là mất nhiều hơn được. Du Kinh Hồng càng lúc càng khó chống lại quá nhiều kẻ địch tông sư như vậy, đúng lúc này, một người xuất hiện phía sau vương giã và dùng dao găm đâm vào tay vương giã. Chỉ là vương giã là một cao thủ tông sư, cho dù là ám sát, ông ta cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm, cho nên cuối cùng đã tránh được đòn chí mạng, con dao găm chỉ đâm vào lưng chứ không đâm vào tim, cho nên lần này ám sát thất bại. Lạc Nham cũng đã lộ ra trước tầm mắt của mọi người, lúc này tất cả bọn họ mới biết trên bức tường này luôn có một người ẩn nấp. Thế mà bọn họ hồn nhiên không biết. Đồ khốn kiếp, tao sẽ giết mày, Vương Giã tát về phía Lạc Nham, nhưng Lạc Nham chỉ có thể dùng hai tay chặn trước mặt, liền bị Vương Giã tát một cái. Ngay sau đó, thấy đám vệ sĩ xung quanh lao tới, định giết Lạc Nham. Chương 569, khí chất giống như hiệp khách độc hành nhưng những vệ sĩ này chỉ là có kỹ năng bình thường đối mặt với các cao thủ dân gian như lạc nham bọn họ lập tức bị lép vế trong lúc nhất thời lạc nham không bị xử lý nhưng cho dù lạc nham đã xông ra đâm vương giã bị thương đối với bên phía du kinh hồng cũng chỉ là giảm bớt một chút áp lực nhưng tình hình vẫn không lạc quan lắm ngay khi du kinh hồng đang dựa vào tường và những gì đang chờ đợi cô ta là đòn tấn công không thể tránh khỏi một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh mọi người Vương Giã Vốn đã là một con chim sợ cành cong, lập tức né sang một bên, trong khi các cường giả khác cũng phải giật mình, nhanh chóng làm thế phòng thủ và lùi lại một khoảng cách an toàn. "Ai tới?" Trần Kiệt tức giận hỏi. Diệp Vô Phong chỉ cười nói, "Các người đều là cường giả cảnh giới tông sư mà đi bắt nạt một người phụ nữ như vậy thì đáng mặt à? Có bản lĩnh thì đánh với ta đi." Lúc này Trần Kiệt mới nhìn rõ mặt Diệp Vô Phong, nhíu mày, anh ta cảm giác mình đã nhìn thấy Diệp Vô Phong ở đâu rồi? người anh em à đây là chỗ của nhà họ nguyên anh đột nhập vào nhà họ nguyên đã là hành động rất mất thiện cảm rồi nếu anh còn muốn cứu người phụ nữ này đây là chống lại nhà họ nguyên của chúng tôi hay là anh và bọn họ là cùng một phe nhưng tôi thấy khí chất của anh lại không giống như một tay sai cho bên trên trần kiệt nở một nụ cười điềm tĩnh trên thực tế anh ta hy vọng diệp vô phong sẽ trực tiếp rời khỏi nơi này mặc kệ chuyện này sở dĩ anh ta không tấn công ngay lập tức là vì dáng vẻ vừa rồi của diệp vô phong quá quái dị hơn nữa tạm thời không thấy được thực lực của anh và cho đến bây giờ diệp vô phong vẫn chưa có động thái nào điều này cho thấy diệp vô phong không muốn trở thành kẻ thù của nhà họ nguyên trong trường hợp này trần kiệt hy vọng rằng diệp vô phong có thể nể mặt anh ta suy cho cùng mọi người đều là cường giả cảnh giới tông sư diệp vô phong tặc lưỡi hai lần khí chất của tôi không giống như làm việc cho bên trên vậy anh nói xem khí chất của tôi giống cái gì? Trần Kiệt nhướng mày, nhìn bộ dạng của anh trai, hẳn là một hiệp khách độc hành đúng không? Diệp Vô Phong rất vui vẻ nói, thực đúng là bị anh nói chúng rồi. Tôi từ trước đến nay đều thích hành động một mình, không thích bị gò bó, điểm này thì anh thật sự nói chúng rồi. Trần Nghiên thở vào nhẹ nhõm, chắp tay nói, nếu nói như vậy, người anh em vui lòng tránh ra, tôi đảm bảo chờ tôi xử lý xong chuyện này, nhất định sẽ đối đãi tốt với anh. Diệp Vô Phong xua tay, nhưng anh đoán sai một chút, quả thật tôi là đồng lõa với cô ta, hơn nữa còn tới đây cứu cô ta, cho nên nếu anh muốn đối đãi tốt thì cứ thả chúng tôi đi là được rồi. Trần Kiệt sững sốt một chút, nhưng sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám, đã như vậy, đừng trách tôi, không phải tôi muốn giết anh đâu. Trần Kiệt không ngờ rằng Diệp Vô Phong và Du Kinh Hồng lại cùng một bọn, thật sự không thể nhìn ra được. Nhưng nếu đã như vậy thì chỉ có thể chiến đấu thôi trong lúc nhất thời mọi người lại ra tay bốn cao thủ cảnh giới tông sư đồng thời ra tay vương giã bị thương đã xoay người lao về phía lạc nham ông ta rất tức giận và muốn trực tiếp giết lạc nham khi diệp vô phong thấy những người này ra tay trước tiên long tượng thần công được thi triển toàn thân bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ tung từng quyền về phía các cường giả loại chiêu thức này rất đơn giản nhưng trong mắt đám người trần kiệt chiêu thức vô cùng đơn giản này là thứ mà bọn họ không thể né tránh dường như mọi con đường của họ đều bị chặn, và họ chỉ có thể tiến về phía trước mà ra tay. Bùm! Nắm đấm của Trần Kiệt và Diệp vô phong va vào nhau, một cỗ lực lượng cực lớn trực tiếp chuyển đến nắm đấm của anh ta, anh ta chỉ có thể lùi lại mấy bước. Những tông sư khác cũng như vậy. Nhất thời mọi người đều kinh ngạc nhìn Diệp vô phong, bọn họ đều biết, tốc độ ra đấm của anh rất nhanh, có thể đồng thời chặn lại công kích của bốn người bọn họ, thậm chí còn có thể đẩy lui bọn họ loại chuyện này nếu ở cảnh giới tông sư thông thường thì thật sự không có cách nào làm được cho nên bọn họ biết thực lực của diệp vô phong nhất định đã đạt tới cảnh giới chiến thần nếu không làm sao anh có thể làm ra chuyện như vậy cương giả cảnh giới chiến thần thật không nhìn ra người anh em là một đại cao thủ đấy vẻ mặt của trần kiệt lúc này rất u ám nhưng vẫn lộ ra nụ cười ảm đạm anh ta biết những người này hôm nay gặp phải gian khổ rồi thực lực của diệp vô phong chính là cảnh giới chiến thần cho nên dù bốn người bọn họ cùng ra tay cũng không thể làm gì được, lại còn chưa nói đến phía sau Diệp Vô Phong còn có Du Kinh Hồng cũng là cảnh giới chiến thân. Sức mạnh mà Du Kinh Hồng thể hiện đủ khiến họ phải kinh ngạc, họ không ngờ rằng Du Kinh Hồng lại có thể trụ được lâu như vậy dưới sự bao vây của rất nhiều vệ sĩ và một số cường giả cảnh giới tông sư. Đúng là một người tàn nhẫn. Diệp Vô Phong lúc này mới cười nói, vậy hiện tại có thể để cho hai người chúng ta rời đi được chưa? Đúng rồi, là ba, không phải hai, người đó cũng ở phe chúng tôi. Diệp Vô Phong chỉ vào Lạc Nham đã sắp không kiên trì được nữa. Bởi vì có sự tham gia của Vương Giả, lúc này Lạc Nham chỉ có thể bị đánh một cách thụ động, vết thương trên cơ thể ngày càng nhiều, máu chảy đầm đìa, trông vô cùng kinh người. Trần Kiệt im lặng, mặc dù anh ta không muốn đấu với Diệp Vô Phong, nhưng việc để Diệp Vô Phong đi không phải là quyết định của họ, họ chỉ là vệ sĩ. Nguyên Tông Kiệt lúc này đã tới nơi, đang đứng ở giữa hoa viên. Nhìn tình hình nơi đây, bên cạnh Nguyên Tông Kiệt có hai ông già đang khoanh tay đứng nhìn. Nguyên Tông Kiệt nhếch môi mỉm cười, ông ta không ngờ kẻ thù lại xuất hiện từng người một, người sau còn mạnh hơn người trước. Ông ta nghe thấy lời của Diệp Vô Phong thì bật cười, "Cậu nhóc, cậu muốn rời khỏi đây cũng được thôi. Cậu có thể chọn một trong hai tiền bối xung quanh tôi. Nếu cậu có thể thắng được bọn họ, thì tôi sẽ để cậu đi, quyết không thất hứa." Diệp Vô Phong thản nhiên nói, "Vậy ông chọn một người đi." Tôi rất vội, phiền ông nhanh lên một chút. Nguyên Tông Kiệt nhìn ông già ở bên trái, bác tư đồ, xin hãy giúp tôi giải quyết. Tư đồ Phong gật đầu, một tay cầm quạt đi về phía trước, khi bước ra, bụi trên mặt đất cũng bị thổi tung lên. Diệp Vô Phong cau mày đi tới, hoa hạ thật đúng là ngọa hổ tàng long, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy cường giả cảnh giới chiến thần, mà lại còn hai người, quả thật là tôi đã đánh giá thấp nhà họ Nguyên rồi. Tư đồ phong chỉ cười nói, lão hủ cũng chỉ là một kẻ nhàn rỗi, hôm nay nghe nói có người xông vào nhà họ Nguyên, muốn xem là ai mà gan dạ như vậy, nhưng không ngờ lại gặp được một tiểu bối có tiềm lực như vậy, nếu tôi đoán không sai, thực lực của tên nhóc cậu cũng đã đạt đến cảnh giới chiến thần rồi nhỉ. Diệp vô phong nhún vai, ai biết được, ông có thể cảm nhận được sức mạnh của tôi sau khi ngăn cản đòn công kích của tôi đấy. Trường 570, thật ra còn có kẻ thù. Tư đồ phong gật gật đầu, Vô cùng tán thành nói, đó là sự thật. Muốn biết thực lực của cậu thì cứ thăm dò là biết thôi. Hai người nhìn nhau và ngay sau đó đồng thời phát động công kích. Tư Đồ Phong mở quạt ra, trên quạt có rất nhiều kiếm nhỏ, mấy thanh kiếm nhỏ đâm về phía Diệp Vô Phong với tốc độ cực nhanh, suýt chút nữa để lại dư ảnh trong mắt các vệ sĩ. Mọi người náo động và rút lui, để lại đủ không gian cho Tư Đồ Phong và Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lấy ra con dao găm chặn quạt của đối phương đồng thời hai người đều xuất trưởng, sau khi hai lòng bàn tay chạm nhau, một lực rất lớn buộc cả hai phải lùi lại. Hai người đồng thời rút lui, khi chân vừa dẫm lên mặt đất, nền đất đã nứt ra rồi, khi họ đạp trên mặt đất đã phát ra tiếng động rất lớn. Diệp vô phong vẫn rất bình tĩnh nhìn tư đồ phong, nhưng tư đồ phong không bình tĩnh, ông ta phát hiện thực lực của Diệp vô phong mạnh hơn ông ta tưởng. Một luồng nội kinh rất kỳ lạ đang quẩn quanh trong cơ thể ông ta, xuyết chút nữa khiến ông ta phải dùng hết sức mạnh mới có thể khai trừ được nội kình kỳ lạ này nhưng ông ta hơi khó hiểu diệp vô phong đã dùng chiêu gì chứ loại nội kình quái dị đó nhất định là lần đầu tiên ông ta gặp phải cho nên việc đối phó có chút lúng túng diệp vô phong vô cùng hài lòng gật đầu ở hoa hạ cũng không có nhiều người có thể đối chiến với tôi như thế này ông cũng xem như là một trong số đó xem ra nhà họ nguyên có hai cường giả cảnh giới chiến thần rất mạnh Tư Đồ Phong cũng mỉm cười, cậu nhóc, cậu cũng khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi không ngờ sức mạnh của cậu mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Diệp Vô Phong nhún vai, nhưng trận chiến này còn tiếp tục không? Muốn tiếp tục thì tôi không có vấn đề gì, nhưng tiếp theo tôi sẽ nghiêm túc, đến lúc đó không lưu thủ được mà đại khai sát giới thì đừng trách tôi. Tư Đồ Phong rất bình tĩnh nhìn Diệp Vô Phong, nhưng ngay sau đó vẻ mặt đã thay đổi. Vẻ mặt của Diệp Vô Phong từ từ trầm xuống. Tư đồ phong gần như lập tức cảm nhận được tà khí trong mắt anh, loại tà khí này chắc chắn không phải thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều. Tư đồ phong hiểu rằng rõ ràng là Diệp vô phong có ý định giết người thực sự, và ông ta cũng cảm nhận được nguy cơ từ một nơi khác. Bên kia có người trợ giúp, sức mạnh của người trợ giúp này cũng rất mạnh. Ông ta không ngờ đêm nay lại gặp nhiều người trẻ tuổi có tiềm lực lớn như vậy. Cuối cùng ông ta cũng lựa chọn lui bước. Hơn nữa hiện tại nguyên tông kiệt đang ở nơi này nếu như thật sự có đánh nhau nguyên tông kiệt có chuyện gì thì bọn họ không thể gánh vác trách nhiệm nổi nguyên tông kiệt là trực hệ địa vị của ông ta trong gia đình rất quan trọng vì vậy cuối cùng tư đồ phong cười ha hả và cất cây quạt của mình đi nhưng lần này dù có thua cậu một lần trung quy thì mọi người đều cũng không muốn nhìn thấy nhà họ nguyên xảy ra chuyện gì cậu cũng không mong người bên ngoài và người phụ nữ phía sau lưng có vấn đề gì diệp vô phong gật đầu đồng ý nếu đã như vậy thì tôi đi trước tối hôm nay tôi muốn trở về ngủ. Nói xong, anh nhìn Lạc Nham bị thương khắp người, lảo đảo đi đến bên cạnh Diệp Vô Phong, Du Kinh Hồng lập tức đỡ anh ta đi ra ngoài. Trải nghiệm đọc truyện số một tại trùng duyệt, N. Còn Diệp Vô Phong chỉ cười hờ hững bước ra ngoài, tất cả vệ sĩ đều nhường đường, hoảng sợ nhìn ba người Diệp Vô Phong. Sau khi ba người này đột nhập vào nhà họ Nguyên, thế mà họ đã bước ra khỏi nhà họ Nguyên một cách an toàn ư. Loại chuyện này thật sự không xảy ra nhiều lần. Nguyên Tông Kiệt Định đưa tay ra để ngăn đám người Diệp Vô Phong lại, nhưng Tư Đồ Phong đã ngăn cản động tác của Nguyên Tông Kiệt, ông ta thờ ơ nói, "Quên đi, để họ đi lần này đi." Khuôn mặt của Nguyên Tông Kiệt trở nên u ám, "Mặt mũi của nhà họ Nguyên chúng ta sẽ để ở đâu chứ? Bọn họ đến rồi lại thuận lợi đi như vậy ư?" Tư Đồ Phong thở dài, "Chúng tôi cũng vì an toàn của anh, hơn nữa chúng tôi chỉ thả cậu ta đi thôi, không nói sẽ bỏ qua cho bọn họ." chỉ cần bọn họ ở Liêu Tây, chúng tôi vẫn có thời gian xử lý bọn họ. Nguyên Tông Kiệt rất không vui, đây không phải là vấn đề, bọn họ là người của phía trên, rõ ràng những người phía trên muốn nhà họ Nguyên diệt vong, nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta ra tay trước và giết những người mà họ đã phái tới, như thế sẽ khiến họ kiêng kỵ. Từ Đồ Phong cũng biết những gì Nguyên Tông Kiệt nói là đúng, nhưng ông ta vẫn giải thích, thực ra, vừa rồi còn có cường giả mạnh mẽ khác ở gần đó, bọn họ là cùng một bọn nếu tôi tiếp tục động thủ, nhóm người bên ngoài sẽ ra tay, thực lực của bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Nguyên Tông Kiệt sửng sốt một chút, còn có địch ư. Tư đồ phong gật đầu, đúng vậy, vừa rồi tôi đã cảm nhận được những kẻ thù đó khi chiến đấu, bọn họ mang lại cho tôi cảm giác khủng hoảng, có nghĩa là, nếu tôi tiếp tục hành động, bọn họ có thể ra tay chống lại tất cả chúng ta, sẽ xử sạch chúng ta. Nguyên Tông Kiệt hết sức kinh ngạc, làm sao có thể chứ, đây là lãnh thổ của nhà họ Nguyên, bọn họ làm sao có thể làm được. Tư đồ phong lắc đầu, chuyện này tôi không biết, trực giác này đã cứu tôi nhiều lần, cho nên tôi luôn tin tưởng vào cảm giác nguy hiểm của mình. Cuối cùng, Nguyên Tông Kiệt chỉ có thể cho người xử lý mọi thứ, còn ông ta thì vào trong khu nhà ở. Ông ta biết rằng lần này phòng thủ của bọn họ đã thất bại, bởi vì không bắt được một kẻ địch nào, lại còn để cho kẻ địch rời khỏi nhà họ Nguyên. Đây là một điều sỉ nhục đối với nhà họ Nguyên nếu chuyện này phát tán ra ngoài thì sẽ bị người ta chê cười sau khi diệp vô phong đưa du kinh hồng và lạc nham ra ngoài thấy những vệ sĩ đang tìm kiếm bên ngoài đang quay trở lại khi họ nhìn thấy ba người diệp vô phong tất cả đều kinh hãi nhưng ngay sau đó lại cúi đầu sợ hãi tiếp tục đi về phía trước rồi vào nhà họ nguyên ngay lập tức hồng á phương và những người khác đến bên du kinh hồng với vẻ mặt cảnh giác khi nhìn thấy tình trạng thảm thương của lạc nham họ vội vàng chữa thương cho lạc nham Du Kinh Hồng nhìn những người này, xác định rằng tất cả các thành viên đều ổn, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm và nôn ra một ngụm máu. Trong trận chiến vừa rồi, cô ta đã mạnh mẽ nhịn lại, bây giờ rời khỏi nhà họ Nguyên mới phun ra. Diệp vô phong nắm lấy Du Kinh Hồng, bất lực nói, tôi đã nói với cô rồi, phòng bị của nhà họ Nguyên không đơn giản đâu, hiện tại đã biết chưa? Anh nhanh chóng chữa vết thương cho Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng chỉ nói một cách rất bình tĩnh, nhưng cũng không phải chúng ta không thu hoạch được gì. Tôi đã xác định được vị trí của căn phòng kia và tầm quan trọng của nó. Cánh cửa của căn phòng đó là cửa an toàn, nó chỉ có thể được mở khóa bằng hai phương pháp, quay mật mã và tròng đen của mắt. Diệp Vô Phong nghe lời này thì nhíu mày, vậy ý của cô là cô cũng không tiến vào căn phòng đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 571, manh mối du kinh hồng lắc đầu tôi không thể mở loại cửa an toàn như vậy nhưng nếu đã sử dụng cửa an toàn có nghĩa là đồ bên trong rất quan trọng hồng á phương và những người khác đều gật đầu liên lịa xem ra tuy mạo hiểm nhiều nhưng ít nhất cũng được thu hoạch tuy nhiên diệp vô phong lại cao mày có lẽ lần này chúng ta thua lỗ rồi du kinh hồng có chút nghi hoặc nhìn diệp vô phong không hiểu ý tứ của những lời này diệp vô phong giải thích các người tự nghĩ đi chúng ta vẫn không biết Vạn Sơn Hồng Biến của nhà họ Nguyên nằm ở đâu, có đặt trong phòng an toàn hay không thì tạm thời không chắc chắn, cho dù đồ đạc trong phòng đó rất quan trọng, nhưng không nhìn thấy thì không chắc chắn được. Đám người Hồng Á Phương đã im lặng khi nghe vậy. Họ đã không nghĩ đến điều này. Diệp Vô Phong tiếp tục, "Nhưng bọn họ biết đến sự tồn tại của chúng ta. Chuyện các người là người của cục Hồng Thuẫn, nếu các người không làm chuyện này thì đối phương ít nhất không biết nhanh như vậy, các người sẽ có thời gian điều tra." Nhưng bây giờ nhà họ Nguyên đã đoán được thân phận của các người rồi, công việc tiếp theo của người ở Liêu Tây chắc chắn sẽ không được suôn sẻ. Đám người Hồng Á Phương đều cau mày, nếu như vậy thì lần này bọn họ lỗ nặng rồi. Ngay cả Du Kinh Hồng cũng có chút bất lực, theo phân tích của Diệp Vô Phong, quả thực là một tổn thất lớn. Diệp Vô Phong lại cười nói, nhưng mà chuyện tốt là hệ thống mạng của bọn họ có vấn đề, camera của bọn họ cũng không thu được dung mạo của những người còn lại, ngay cả tôi và Du Kinh Hồng cũng không có đừng quên hiện tại là ban đêm, bọn họ có thể nhìn thấy rõ hay sao? Tôi thấy cũng không hẳn. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ tươi cười. Một nhóm người trở lại khách sạn Kana, Diệp vô phong trở về nơi ở của mình, vừa tới nơi, anh đã nhìn thấy đường chảm không mời mà đến. Anh biết đường chảm nhất định sẽ tới tranh công, anh lấy ra hai chai đồ uống từ trong tủ lạnh đưa cho đường chảm, mấy người gần đây theo dõi nhà họ Nguyên, có phát hiện gì không? đường chảm gật đầu em thật sự tìm được thứ thú vị có thể giúp ích cho anh em thậm chí còn chuẩn bị chứng cứ cho anh rồi diệp vô phong nhìn đường chảm có chút nghi hoặc đường chảm lấy ra một cái usb đặt ở trên bàn anh xem sẽ biết anh lấy máy tính ra cắm ổ usb vào máy tính bấm vào chứng cứ mà đường chảm nói anh thấy bên trong có video nguyên đạt tiêu làm một số chuyện không bằng cầm thú diệp vô phong cau mày Đường Trảm cười nói, Nguyên Đạt Tiêu này luôn lợi dụng sự tiện lợi của câu lạc bộ Hào Thiên để làm những điều kinh tởm với một số nữ sinh. Những gì anh thấy chỉ là một trong số họ, và cô gái này đã được em bảo vệ. Cô ta không biết tình hình của mình nguy hiểm đến mức nào. Diệp Vô Phong nghĩ nghĩ rồi nói, xem ra chúng ta có thể sử dụng điều này như một điểm khởi đầu để chia rẽ nhà họ Nguyên và quét sạch chúng. Đường Trảm vỗ tay nói, lão đại, em cũng nghĩ như vậy, nhưng thân phận của bọn em không dễ bại lộ cho nên chỉ có thể để cho anh làm. Diệp vô phong gật đầu, chuyện này tôi sẽ xử lý, trước tiên để bằng chứng ở chỗ tôi đi. Đường chảm rời khách sạn sau khi đưa bằng chứng cho Diệp vô phong. Còn Diệp Vô Phong quay lại công ty vệ sĩ Long Kiếm và thấy hai ông chủ của công ty chính hỏa đã quay trở lại. Giấy niêm phong cũng bị cắt, có vẻ như cuộc điều tra của công ty chính hòa đã kết thúc. Diệp Vô Phong đến văn phòng của Bạch Nhạn Phi, kể từ khi công ty vệ sĩ Long Kiếm tiến vào Liêu Tây, cô ấy chưa từng rời khỏi văn phòng. cô ấy ngày đêm ở nơi này chỉ muốn nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc ở Lưu Tây. lúc Diệp vô phong xuất hiện, cô ấy vẫn đang nhìn bản hợp đồng được đưa từ bên ngoài vào. hiện tại cô là người bận rộn à? Diệp vô phong cười nói. Bạch Nhạn Phi bất lực. nếu tôi không bận, công ty này có thể tồn tại được không? nếu tôi bận thì tốt hơn. nếu tôi không bận, nghĩa là chúng tôi không có nghiệp vụ. nhưng nếu làm việc liều mạng như vậy cô muốn bỏ mặc sức khỏe của mình sao? Diệp vô phong nhún vai. Bạch nhạn phi thở dài, tôi biết, nhưng ít nhất thời gian đầu ở công ty vệ sĩ Long Kiếm, tôi phải cố gắng rất nhiều, nếu sau này ổn định lại thì công việc của tôi cũng ít đi, nhưng ít nhất hiện tại không được, tôi vẫn cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Hôm nay Trịnh Phi và Lý Sướng xuất hiện, tôi vừa thấy bọn họ trở về công ty, Bạch Nhạn Phi nhìn thoáng qua công ty chính hòa. Công ty chính hòa lần này coi như bị đả kích, Đặc biệt là lần này, nhà họ Nguyên dường như không có thời gian để lo chuyện của công ty chính hòa, nên cũng không ra tay giúp đỡ. Kết quả Lý Sướng và Trịnh Phi ở trong trại tạm giam một đêm, nhưng thật ra không đơn giản, nhiều người sẽ nhìn vào chuyện của Trịnh Phi và Lý Sướng, sẽ tự hỏi nhà họ Nguyên không có kế hoạch gì mà lại không muốn bảo vệ công ty chính hòa nữa. Vì vậy, tâm tư của rất nhiều người đã bắt đầu sôi sục. Họ đều nghĩ rằng nếu có thể họ có thể thay thế công ty chính hòa và trở thành công ty bảo vệ mới ở Liêu Tây, chỉ cần họ có được sự ủng hộ của nhà họ Nguyên. Tôi thấy rồi, nhưng chuyện làm ăn của họ sau này chắc rất tệ. Lúc trước tôi nói thua mua công ty của họ với giá 3 tỷ, bọn họ còn không thèm, chờ thêm đoạn thời gian nữa, bọn họ sẽ phải đưa thêm 3 tỷ để này nỉ tôi thu mua thôi. Diệp vô phong lãnh đạm nói. Bạch nhạn phi trợn tròn mắt, chỉ có nhân tài như anh mới dám nói lời như vậy, một công ty trị giá 15 tỷ trở thành 3 tỷ trong mắt anh luôn. Diệp vô phong cười nói, không phải vì tôi đã dự đoán được công ty của bọn họ sẽ diệt phong, cho nên mới trả giá như vậy à, 3 tỷ cũng coi là nhân từ rồi, ít nhất bọn họ còn có thể cầm 3 tỷ đi tiêu giao vui vẻ. Bạch nhạn phi lắc đầu, cô ấy đã quen với cách làm việc của Diệp vô phong, đồng thời cũng biết công ty chính hòa chọc giận Diệp vô phong thật sự là xui xẻo. Trịnh Phi và Lý Sướng lúc này đang ở trong văn phòng của họ, liên tục nhận được những cuộc gọi yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Lý sướng tức giận ném điện thoại di động xuống đất, Diệp Vô Phong, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Nếu không có Diệp Vô Phong, bọn họ nhất định sẽ không khổ sở như vậy, chính là bởi vì vấn đề hợp đồng trong kết bị bại lộ, dẫn đến việc người bên chính phủ đã tìm bọn họ nói chuyện. Nhà họ Nguyên sau khi biết khó khăn của họ cũng không ra tay giúp đỡ, điều này khiến họ rất ớn lạnh, mặc dù họ không biết tại sao nhà họ Nguyên lại chọn cách làm ngơ. Nhưng đó đã là một thông điệp xấu của nhà họ Nguyên rồi. Nhưng Lý Sướng không thể đoán ra được, dù sao hàng năm họ đều đến thăm nhà họ Nguyên và họ luôn rất nghiêm túc trong việc phân chia lợi nhuận với nhà họ Nguyên mà. Chương 572, đây là một nhân chứng quan trọng. Lý Sướng không hiểu nhà họ Nguyên lại làm ngơ vào thời khắc mấu chốt như vậy, giống như muốn vứt bỏ công ty chính hòa của bọn họ. Nhưng hàng tháng họ đều đưa cho nhà Nguyên không ít tiền. Điều quan trọng nhất bây giờ là xem thái độ của nhà họ Nguyên ra sao. Nếu họ không định bảo vệ công ty Chính Hòa, chúng ta nên rời khỏi Liêu Tây càng sớm càng tốt. Không thể có chuyện ở lại nơi này nếu không có sự bảo vệ của nhà họ Nguyên đâu. Trịnh Phi biết quy luật của Liêu Tây, nếu không có sự bảo hộ của nhà họ Nguyên thì tuyệt đối không thể phát triển ở Liêu Tây, chỉ cần là một ngành công nghiệp có lãi thì nhất định sẽ bị nhà họ Nguyên nhắm tới. Và nếu bọn họ không hợp tác với nhà họ Nguyên thì nhà họ Nguyên nhất định sẽ tấn công họ, khiến xí nghiệp không thể vực dậy được. Bọn họ đã thấy quá nhiều loại chuyện này, những công ty chính trực không chọn hợp tác với nhà họ Nguyên, cuối cùng bị phá sản dưới sự hành động của nhà họ Nguyên, những ông chủ đó nợ nần chồng chất, thậm chí còn bị bắt ngồi tù. Tất cả điều này đã được nhà họ Nguyên lên kế hoạch. Bọn Lý Sướng biết sâu sắc về sự khủng bố của nhà họ Nguyên, là một sự tồn tại to lớn ở Liêu Tây, hơn nữa còn móc nối với tất cả các ngành nghề ở Liêu Tây rồi bởi vì họ đều hợp tác với các công ty với một phương thức không cần lời lỗ gì cả chỉ cần đặt câu hỏi họ là kiếm được bao nhiêu mà thôi tôi biết rồi lát nữa tôi sẽ đến hỏi thăm nguyên đạt tiêu tôi phải hỏi là ý tứ của nhà họ nguyên như thế nào hà lý sướng bất lực nói trịnh phi gật gật đầu quay đầu nhìn về hướng công ty vệ sĩ long kiếm công ty vệ sĩ này đến giờ vẫn chưa đóng cửa bọn họ biết công ty này không có nhà họ nguyên bảo hộ rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu thì không ai biết cả tôi muốn xem công ty vệ sĩ Long Kiếm khốn kiếp này có thể chống đỡ được bao lâu ở Liêu Tây. Chắc là họ Nguyên sẽ ra tay ngay sau khi biết tin thôi. Lý Sướng cười khẩy nói. Tôi luôn tự hỏi Diệp Vô Phong lấy đâu ra can đảm để chống lại nhà họ Nguyên trong lĩnh vực kinh doanh chứ. Đây đơn giản là đi tìm đường chết, trừ khi anh ta có thể chống lại tất cả các doanh nghiệp ở Liêu Tây, nói cách khác, anh ta sẽ không có cách nào xử lý được nhà họ Nguyên. Trịnh Phi cũng rất khó hiểu điều này. Bây giờ tôi đi tìm Nguyên Đạt Tiêu, tôi nghĩ chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Lý Sướng thu dọn đồ đạc rồi vội vã ra ngoài. Có một trường đại học ở Liêu Tây, là trường đại học địa phương, tuy không phải là trường đại học quá nổi tiếng nhưng vẫn là trường đại học chính quy. Lúc này, trên ghế đá bên hồ nhân tạo trong trường đại học này, một cô gái đang nhìn phía trước của hồ nhân tạo với vẻ mặt dại ra. Những gì đã trải qua ngày hôm nay, cô ta cảm thấy cuộc đời mình sắp kết thúc rồi loại chuyện người thường cả đời không thể gặp phải thế mà cô ta thật sự đã gặp phải loại chuyện này chỉ có thể xảy ra trong xã hội cũ thôi bỏ tù đánh đập hãm hiếp tất cả những điều này cô ta đã đều trải qua hết tuần đó là thời gian đen tối nhất của cô ta và cô ta thậm chí nghĩ rằng mình cũng có thể sẽ chết nhưng cuối cùng cô ta vẫn chọn sống mong muốn được sống sót là một điều kỳ diệu như thế nhưng khi cô ta muốn tự tử nhìn thấy bức ảnh ăn bánh do chị gái gửi cho, cô ta cảm thấy mình nên sống. Chỉ là, kẻ xúc sinh vẫn còn nhờn như ngoài vòng pháp luật, cô ta thật sự không cam tâm. Ở khoảng cách 500 mét, tiểu yêu nhìn đường chẳng có chút khó hiểu, lão đại, anh có chắc là sẽ để cô ấy đi như thế này không, nếu không có sự bảo vệ của chúng tôi, liễu như sẽ bị giết đấy. Đường chảm chỉ thản nhiên vẫy vẫy tay, đừng lo lắng, chúng ta không cần làm chuyện này nữa, cậu nên tiếp tục trở về theo dõi động tính của nhà họ Nguyên cùng bọn họ đi. Nếu hồ quý xuất hiện thì cho tôi biết trước tiên. Tiểu yêu không hiểu, bây giờ nếu như là người quan trọng có thể khiến Nguyên đạt tiêu sụp đổ, nếu như bọn họ buông tay để cho sát thủ nhà họ Nguyên giết liễu như, thì trong khoảng thời gian này bọn họ thật sự không gặt hái được gì rồi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của đường chảm, cậu ta chỉ có thể làm theo lời đường chảm, bởi vì đường chảm là lão đại, tất cả những gì cậu ta cần làm là thực hiện lời của đường chảm nhìn gợn sóng trên mặt hồ liễu như nhanh chóng co rụt cổ lại cảm thấy hơi ớn lạnh nên đứng lên nhặt quyển sách trên ghế lên vừa định về ký túc xá nghỉ ngơi bỗng nhiên thấy một người ngồi trên băng ghế trong lòng cô ta có chút hoảng hốt cô ta cầm cuốn sách trên tay và lùi lại vài bước khi thấy diệp vô phong không có ác ý cô ta mới thở phào nhẹ nhõm sau đó xoay người đi về phía ký túc xá liễu như tôi muốn nói chuyện với cô diệp vô phong quay lại nhìn cô gái toàn thân liếu như run lên, bởi vì cô ta không biết Diệp Vô Phong, người cô ta không biết lại biết tên của cô ta, rõ ràng là đặc biệt tìm cô ta, có lẽ là vì chuyện kia. Cô ta lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Diệp Vô Phong, rốt cuộc nhà họ Nguyên vẫn không định buông tha cho tôi đúng không? Anh tới đây là muốn giết tôi ư? Diệp Vô Phong lắc đầu, thật xin lỗi, tôi tới đây cứu xe cô. Chuyện này có thể ngược lại với suy nghĩ của cô. Liễu Như cười nhạo, anh tới đây cứu tôi ư, tại sao tôi không cảm thấy anh tới đây cứu tôi nhỉ, anh là người nhà họ Nguyên đúng không? Diệp vô phong lắc đầu, cô lại sai rồi, tôi và nhà họ Nguyên cũng nên coi là kẻ thù không đội trời chung, dù sao đêm qua tôi đã đột nhập vào nhà họ Nguyên và bị vệ sĩ của bọn họ bao vây, nhưng tôi đã xông ra được, cũng giải quyết được hơn chục vệ sĩ của họ. Liễu Như chỉ cảm thấy Diệp vô phong đang nói đùa. Diệp vô phong không quan tâm lắm mà nghiêm túc nhìn cô ta, thật ra, tôi tới đây tìm xe cô vì biết cô đã bị đối xử bất công như thế nào, một tên cầm thú như Nguyên Đạt Tiêu cũng nên bị trừng trị một cách nghiêm khắc. Nếu như chế diễu, thật sao? Anh cũng cho rằng những người như Nguyên Đạt Tiêu nên bị trừng phạt à, nhưng ở Liêu Tây, ai có thể nghĩ rằng Nguyên Đạt Tiêu sẽ bị trừng phạt chứ? Ngay cả những người của chính phủ cũng thiên bị nhà họ Nguyên, nếu tôi dám đi cáo trạng Nguyên Đạt Tiêu, kết quả cuối cùng chỉ có chết thôi, Diệp Vô Phong lắc đầu, điểm này cô lại nói sai rồi, chính phủ không phải nhà họ Nguyên, chính phủ là chính phủ, có thể cô không biết, nếu nói nghiêm túc thì tôi cũng thuộc chính phủ, cô có thể không tin tôi, nhưng tôi có thể nói với cô mục đích tôi tới nơi này. Nếu như lạnh nhạt nhìn Diệp Vô Phong, cô ta sẽ không tin lời Diệp Vô Phong nói, cô ta chỉ cảm thấy Diệp Vô Phong ở đây lừa cô ta, những gì Diệp Vô Phong nói rõ ràng là nói dối. Vì vậy, nếu như nhận định Diệp Vô Phong chỉ là một kẻ nói dối, Diệp Vô Phong cười nói, tôi ở đây để bảo vệ cô. Cô là nhân chứng vô cùng quan trọng, là người có thể khiến Nguyên Đạt Tiêu nhận hình phạt mà anh ta đáng phải chịu. chương 573, cuối cùng cũng đồng ý. Liễu như tò mò nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói tiếp, tôi nhận được tin tức người nhà họ Nguyên muốn giết người diệt khẩu, cho nên tôi tới đây bảo vệ cô. Liễu như vẫn không tin lời của Diệp Vô Phong. Nhưng đúng lúc này, Diệp Vô Phong kéo Lưu Như vào trong lòng, sau đó giỗi một tay ra bắt lấy một tên sát nhân giả làm một cậu bé giao hàng. Sát thủ nhìn Diệp Vô Phong có chút nghi hoặc, không biết Diệp Vô Phong làm sao lại phát hiện ra hắn. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, lần sau muốn ám sát người khác, đừng nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Với một cú gấp mạnh mẽ, cổ tay của tên sát thủ trực tiếp bị trật ra, tên sát thủ nhanh chóng rút lui về phía sau, trong khi tay còn lại của hắn giơ súng lên, định giết Liễu Như tên sát thủ này hiển nhiên không có ý định ở lại liêu tây nữa, hoặc là nếu bị bắt, hắn cũng định trực tiếp gánh lấy tội lỗi. Quyết tâm của loại sát thủ này rất lớn, chẳng khác gì kẻ hầu người hạ trung thành tuyệt tối. Tất nhiên Diệp vô phong sẽ không để hắn bắn, dù sao đây cũng là khuôn viên trường, xung quanh có rất nhiều sinh viên nên anh dỗi ngón tay nắm lấy vị trí bóp cò, sau đó túm lấy hung thủ và ném tên sát nhân xuống ghế. Bùm! Chiếc ghế đá phát ra âm thanh nặng nề, trong khi liễu như lùi lại vài bước kinh hãi nhìn diệp vô phong và kẻ giết người cô ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng như diệp vô phong đã nói có một kẻ giết người muốn giết cô ta và diệp vô phong đang bảo vệ cô ta cô ta vẫn biết điều này nhưng cô ta vẫn không tin rằng diệp vô phong sẽ tốt bụng giúp đỡ cô ta như vậy cô ta không thể phân biệt đâu là kẻ xấu và đâu là kẻ tốt sau khi diệp vô phong ném kẻ giết người lên ghế đá anh đấm vào cổ kẻ giết người kẻ giết người chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn anh mày còn muốn giết người trước mặt tao có phải là đã suy nghĩ nhiều rồi không diệp vô phong khinh thường nói kẻ giết người cuối cùng cũng chết diệp vô phong lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho đường chảm đương nhiên đường chảm phải làm xong mấy việc này may mà hành động của anh ta không quấy dày sinh viên sinh viên cũng không nhận thấy ở đây có gì bất thường đây là trạng thái tốt nhất nhưng nếu như vừa xoay người đi vào ký túc xá diệp vô phong đã nhanh chóng đuổi theo lãnh đạm nói bây giờ cô tin chưa tôi ở đây là muốn bảo vệ cô liễu như chỉ lạnh lùng nói thật sao tại sao tôi không nghĩ tới anh ở đây bảo vệ tôi nhỉ tôi thấy anh có động cơ thầm kín đối với tôi mà thôi diệp vô phong không ngờ liễu như lại nói ra lời như vậy anh bất lực nhưng anh muốn khiến nguyên đạt tiêu bị trừng phạt vậy thì trước tiên phải để liễu như xuất hiện làm nhân chứng loại chuyện này đối với một nữ sinh như liễu như thật sự rất khó vì vậy để nếu như có quyết tâm làm chứng anh phải thuyết phục cô ta tôi thực sự muốn cô đứng lên và tố cáo nguyên đạt tiêu nếu muốn nguyên đạt tiêu bị trừng phạt thì cần phải có sự giúp đỡ của cô diệp vô phong giải thích nếu như đứng yên sau đó quay đầu nhìn diệp vô phong cuộc sống của tôi hiện tại đã trở nên ổn định hơn vẫn có vài người con trai theo đuổi tôi tôi chỉ cần chọn một trong những người tốt hơn sống một cuộc sống bình yên ổn định là được rồi cô ta diếu cợt nói vậy tại sao tôi phải tố cáo anh ta để tôi bị phơi bầy trước mắt công chúng cho mọi người biết tôi đã phải chịu đựng những gì bị loại dã thú đó cưỡng hiếp như thế nào sao diệp vô phong biết những gì liếu như nói là đúng nếu thật sự như những gì liếu như nói cuộc sống sau này của liếu như hạnh phúc viên mãn thì anh cũng sẽ không đi tìm cô gái đã từng chịu tổn thương này nhưng mọi chuyện không đơn giản như liếu như nghĩ anh thở dài, cô không biết nhà họ Nguyên một tay che trời ở Liêu Tây sao? Cô muốn sống tốt đẹp với người mình thích sao? Trừ khi cô rời Liêu Tây đi đến một nơi rất xa, ở nơi đó, nhà họ Nguyên không rũi tay tới được, nếu không các thành viên trong gia đình cô và những chàng trai cô hẹn hò sẽ trở thành mục tiêu của nhà họ Nguyên. Vẻ mặt Liễu Như u ám, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt chợt đỏ lên, tôi cũng đã như vậy rồi, tại sao bọn họ vẫn không buông tha cho tôi? Tôi đã quyết định thỏa hiệp rồi tôi biết nhà họ Nguyên rất mạnh ở Liêu Tây, nhưng liệu họ có ích lợi gì khi ép tôi chết như thế này không? Liễu Như sắp phát điên rồi, cuộc sống của cô ta đã dối tung lên vì những chuyện này, hơn nữa còn hết sức nguy hiểm, bao gồm cả nguy hiểm cho gia đình cô ta. Diệp vô phong thở dài, tôi cũng không muốn có ý đồ với cô, nhưng tình hình hiện tại của cô rất nguy hiểm, chỉ cần là người có quan hệ với cô, tình hình cũng sẽ rất nguy hiểm. Liễu Như che mặt, buồn bã khóc lóc diệp vô phong nói một cách thờ ơ và bây giờ điều duy nhất có thể thực sự kết thúc vấn đề này là đưa nguyên đạt tiêu vào tù liễu như nghe xong ngẩng đầu nhìn diệp vô phong anh có thể làm được chuyện này sao diệp vô phong cười nhẹ ừ anh có thể tống nguyên đạt tiêu vào tù sao để anh ta ở trong tù mãi mãi sao liễu như bày ra vẻ mặt mong đợi nhưng cũng có một chút quyết tâm diệp vô phong nghiêm túc gật đầu nhất định tội ác mà nguyên đạt tiêu phạm phải đủ để giam anh ta cả đời chỉ cần cô đứng ra làm chứng chống lại anh ta, hơn nữa tôi đảm bảo phiên tòa này sẽ không bao giờ bị người ngoài biết. Liễu Như cuối cùng cũng đồng ý, được, vậy tôi nguyện ý làm chứng chống lại Nguyên Đạt Tiêu. Diệp vô phong sờ sờ đầu của Liễu Như, cô rất mạnh mẽ, sau chuyện này, tôi tin cô sẽ không gặp phải chuyện đả kích gì nữa. Liễu Như chỉ nhìn Diệp vô phong một cách thở ơ, trong khi Diệp vô phong một tay đè Liễu Như xuống, một tên sát thủ giả mạo là một giáo viên thế mà lại chém qua vị trí vừa rồi của liễu như nếu diệp vô phong không đè liễu như xuống lưỡi sao của tên sát thủ đã đủ để chém vào cổ liễu như còn chưa chịu yên à diệp vô phong buồn bực nhìn tên sát thủ choàng tay qua tên sát thủ trên thực tế cánh tay của anh đã bẻ gãy cổ tên sát thủ liễu như lộ rõ vẻ kinh ngạc cô ta không ngờ rằng mới có bao lâu mà mình lại trở thành mục tiêu của hai tên sát thủ diệp vô phong lấy điện thoại ra dặn dò đường chảm một vài câu trước khi đưa liễu như ra ngoài hiện tại cô không nên sống trong trường học sau khi nhà họ nguyên biết tôi có liên hệ với cô bọn họ sẽ tìm mọi cách giết cô bởi vì bọn họ cũng biết cô có thể khiến nguyên đạt tiêu sụp đổ liễu như chỉ có thể hoảng sợ nhìn diệp vô phong diệp vô phong đưa liễu như bước ra ngoài đường chảm lúc này đi ngang qua diệp vô phong lãnh đạm nói xe ở cổng trường diệp vô phong gật đầu khi chiếc chìa khóa được đưa qua, Diệp Vô Phong đã cất nó vào túi. Vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu? Nếu như tò mò nhìn Diệp Vô Phong, cô ta không thể nhìn rõ Diệp Vô Phong, cô ta cũng không biết thân phận của Diệp Vô Phong. Chương 574: Thoát khỏi khuôn viên trường. Nếu là người của chính phủ, vậy tại sao lại lợi hại như thế, thủ đoạn chẳng khác gì điệp viên 007 trên phim truyền hình cả. Nhưng điều mà Diệp Vô Phong không ngờ tới chính là nhà họ Nguyên lại quyết tâm giết chết Liễu Như như vậy, khi anh dẫn Liễu Như đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy hơn 20 tên vệ sĩ xông vào trường học. Tất cả đều cầm súng lục trên tay, hoàn toàn không quan tâm đến việc nơi này là trường đại học, họ giơ súng lên ngay khi nhìn thấy Diệp Vô Phong và Liễu Như. Diệp Vô Phong cao mày, như vậy không được đâu, từ khi vào trường, tôi không để cho sinh viên khác phát hiện ở đây có gì khác biệt, chỉ là muốn không quấy rầy bọn họ, nếu như các người làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến những chuyện tôi làm trước đó trở thành công cốc sao? Liễu Như khó hiểu nhìn Diệp Vô Phong, không biết Diệp Vô Phong đang nghĩ gì, hiện tại còn có thời gian nghĩ đến những sinh viên khác trong tình huống nguy hiểm như vậy. Làm ơn đi, nếu không mau rời khỏi nơi này, đám sát nhân kia sẽ giết chết bọn họ đấy. Đối thủ có súng trong tay. Diệp Vô Phong dẫn theo Liễu Như tâm trực tiếp rời khỏi nơi này, rẽ vào một tòa nhà dạy học bên cạnh. Những vệ sĩ đó nhìn thấy Diệp Vô Phong và Liếu Như biến mất trước mặt, cho nên cũng không nổ súng, mặc dù những sinh viên đó nhìn những vệ sĩ này với vẻ tò mò, nhưng họ không nghe thấy tiếng súng nên cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ hoàn toàn không biết đám vệ sĩ này nguy hiểm như thế nào, súng lục trong tay có thể trực tiếp kết liễu mạng sống của bọn họ. Anh đang làm cái trò gì vậy? Chỉ có hai lối ra trong tòa nhà dạy học này, bây giờ chúng ta đi lên thì cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ chặn lại thôi. Liễu Như rất lo lắng nói. Diệp vô phong nở nụ cười, đừng lo lắng, nếu tôi dám đến nơi này thì đương nhiên tôi có lòng tin xử lý bọn họ. Lời nói của Diệp vô phong khiến Liễu Như trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết sự tự tin của Diệp vô phong đến từ đâu. Phải biết rằng điều này khác với mấy sát thủ đơn lẻ vừa rồi. Người ta không thèm ngụy trang, lại còn kéo cả đám đến. Quá mức trắng trợn, đồng nghĩa với việc những người đó không muốn quan tâm nhiều nữa, mục đích đã trở nên rất đơn giản, giết Liễu Như. Đương nhiên Liễu Như rất căng thẳng, nhất là nhìn thấy Diệp Vô Phong vừa kéo cô ta đến một lối ra khác, nhưng cô ta biết rằng hiện tại lối ra đó nhất định đã bị chặn. Diệp Vô Phong lúc này mới nở nụ cười nói, thật ra tôi tới đây không phải để tránh bọn họ, mà là để giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Lát nữa cô đi theo phía sau tôi, tôi sẽ giết những tên vệ sĩ đang chặn cửa kia. Liễu như hơi nghi hoặc nhìn Diệp vô phong, chuyên BX, Diệp vô phong tự tin nói, yên tâm đi, những tên vệ sĩ kia còn chưa có thể đả thương tôi đâu. Lúc này Liễu Như rất khó hiểu nhìn Diệp vô phong, không biết thân phận và thực lực của Diệp vô phong là như thế nào, mặc dù vừa rồi anh đã thể hiện kỹ năng rất tốt khi giết hai tên sát nhân đó. Nhưng Liễu Như luôn cảm thấy rằng Diệp vô phong chỉ có thể giết đối thủ khi một trọi một, nếu có nhiều kẻ thù, Diệp vô phong sẽ không chịu nổi. Hơn nữa bây giờ những vệ sĩ này có súng trên tay, vừa rồi cô ta cũng đã để ý những vệ sĩ này có súng trên người điều này tất nhiên là rất đáng sợ đối với cô ta một người bình thường sẽ không bao giờ tiếp cận được mấy thứ đó nhưng vì chuyện của nguyên đạt tiêu cô ta đã phá lệ mà tiếp xúc cô ta chỉ cảm thấy thế giới lúc này quá điên cuồng còn nhà họ nguyên thì làm chuyện điên rồ quá rồi chả quan tâm gì đến phe chính phủ cả phải biết rằng nếu bên trong trường đại học này xảy ra chuyện gì thì chính phủ chắc chắn sẽ điều tra đến cùng diệp vô phong bước xuống nhanh chóng đi ra cửa lúc này chỉ có hai tên vệ sĩ chặn cửa hai tên vệ sĩ này đang cảnh giác nhìn cầu thang diệp vô phong từ nãy giờ đứng trong góc chỉ thấy hai tên vệ sĩ nên liền xông lên sau đó dẫm lên tường xông tới trước mặt hai tên vệ sĩ lúc này hai tên vệ sĩ còn chưa kịp nổ súng diệp vô phong đã đi tới phía sau bọn họ hai tên vệ sĩ rất kinh ngạc nhanh chóng quay người lại nhưng trong quá trình quay đầu lại diệp vô phong bị bẻ cổ bọn họ khiến họ trực tiếp ngã xuống đất. Cập nhật nhanh nhất tại Tia, Uồng um Tia, huyện. Diệp Vô Phong vẫy tay với Liễu Như, Liễu Như ngoan ngoãn đến bên Diệp Vô Phong, lúc này cô ta mới biết người đàn ông đứng bên cạnh mình có sức mạnh như thế nào. Hai vệ sĩ đều được trang bị súng, và điều quan trọng nhất là hai vệ sĩ đã bị xử lý mà chưa bắn một phát nào. Vừa rồi cô ta nhìn thấy tư thế của Diệp Vô Phong, võ nghệ cao cường này chỉ có thể nhìn thấy trên TV, thế mà hiện tại cô ta đã có thể nhìn thấy. Cô ta được Diệp vô phong dân đi, bối rối họ, trên thế giới này có người có thể đánh nhiều người cùng lúc ư. Giống như trên TV vậy. Diệp vô phong gật đầu, không dám nói nhiều người, nhưng vẫn có những cao thủ có thể giết 20 hoặc 30 người thường cùng một lúc. Họ đều đã luyện võ, sẽ biết một số bản lĩnh. Anh cũng không muốn giấu giếm cái gì, dù sao anh cũng biết một người bình thường như liễu như không thể tiếp xúc với loại chuyện này, nhưng bây giờ liễu như đã không còn là một người bình thường nữa rồi cô ta đã tiếp xúc với tất cả người có lai lịch sâu xa trải qua những điều khiến đám người diệp vô phong phải can thiệp vào vì muốn lợi dụng liễu như nên diệp vô phong không muốn giấu diếm liễu như bất cứ điều gì anh có thể nói gì thì đều sẽ nói tôi có thể học không liễu như tò mò hỏi diệp vô phong nhìn liễu như có chút nghi hoặc nhưng vẫn lắc đầu nói cô không có tư chất này tuổi của cô đã qua tuổi luyện võ cho dù hiện tại chăm chỉ như thế nào cũng vô dụng, cùng lắm chỉ là mức độ mà một người có thể đối phó với bốn hoặc năm người đàn ông to lớn. Liễu như trừng mắt, kinh ngạc nói, nếu thật sự có thể làm được như lời anh nói, tôi nhất định sẽ luyện, tôi cũng chỉ là một người bình thường, nếu thật sự có thể làm được điều này, tôi cũng đã rất hài lòng rồi, ít nhất là trong tương lai tôi sẽ không bị người khác bắt nạt. Nếu người khác bắt nạt tôi hoặc bắt nạt gia đình và bạn bè của tôi, tôi cũng có thể dạy cho họ một bài học diệp vô phong biết liễu như đã phải chịu rất nhiều điều oan ức nên việc muốn học võ là điều bình thường anh cũng không muốn lừa dối liễu như nên cười nói thật ra nếu cô muốn học thì tôi có thể giới thiệu cho cô một vài người không biết những người đó có chấp nhận cô không nhưng nếu cô đủ chân thành thì chắc họ sẽ giúp cô liễu như rất kiên định gật đầu tôi nhất định sẽ chân thành để cho gia đình và bạn bè không bị ức hiếp và còn vì bản thân tôi nhất định sẽ bái sư thành công chương 575, nơi tuyệt đối an toàn. Diệp Vô Phong nói với Liễu Như địa điểm của một số cao thủ ẩn giật, cuối cùng nói thêm, "Đúng rồi, nếu họ hỏi làm thế nào cô biết họ?" Cô nói có người nói cho cô biết, nhưng tuyệt đối không thể nói là tôi, cũng không được mô tả bộ dạng của tôi với họ. Liễu Như có chút nghi hoặc nhìn Diệp Vô Phong, tại sao? Không có lý do gì, chỉ cần không cho bọn họ biết tôi đã nói với cô, cô nhất định phải nhớ kỹ chuyện này, nếu không sẽ hại tôi đấy diệp vô phong bất lực nhún vai liễu như chỉ có thể đồng ý nhưng vẫn rất tò mò tại sao diệp vô phong lại không muốn những người đó biết tình hình của mình vừa đến cổng trường đã thấy nhiều sinh viên vây kín mộ chiếc xe cách đó không xa chiếc xe thể thao màu hồng này cực ngầu khiến nhiều sinh viên tranh thủ chụp hình một hồi diệp vô phong biết rằng xe của đường chảm sẽ không bao giờ bình thường nhưng anh không ngờ nó lại bắt mắt như vậy anh nói với liễu như đi thôi chúng ta ngồi xe rời khỏi nơi này Đoán chừng những tên sát thủ kia sẽ không dừng lại đâu, chúng ta cần đến một nơi an toàn hơn. Tất nhiên Liễu Như không có ý kiến gì, lúc này cô ta chỉ nghe theo sự sắp xếp của Diệp Vô Phong. Cô ta đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Vô Phong. Vì vậy, Diệp Vô Phong nói bất cứ điều gì cô ta cũng sẽ đồng ý. Trong số các sinh viên vây quanh chiếc xe thể thao, một bạn học của Liễu Như thấy Liễu Như đi theo Diệp Vô Phong ra ngoài thì hơi khó hiểu vừa định chào thì thấy diệp vô phong mở cửa xe tất cả sinh viên đều bắt đầu thì thầm to nhỏ và liễu như đã chuẩn bị ngồi vào vị trí phó lái bạn học trực tiếp nắm lấy tay liễu như liễu như nhìn chiếc xe này đi đẹp ngầu ghê liễu như chỉ cười nhẹ ngại quá tớ có chuyện nên đi trước khi nào về sẽ nói với cậu sau nói xong trước vẻ mặt kinh ngạc người bạn học này cô ta liền mở cửa xe ra sau khi lên xe liễu như chỉ hờ hững nhìn về phía trước diệp vô phong đạp ga hướng ra bên ngoài lúc này các sinh viên đều không biết thân phận của diệp vô phong là gì tất cả đều suy đoán liệu diệp vô phong có phải thuộc nhà họ nguyên ở liêu tây hay không diệp vô phong thờ ơ hỏi vừa rồi là bạn học của cô sao liễu như gật đầu diệp vô phong cười cười thật sự là không tệ xem ra nhân duyên của cô ở trong trường cũng không tệ người ta còn có thể kéo cô lại tán gấu liễu như chỉ im lặng nhìn tay mình cô ta không muốn tiếp tục chủ đề này diệp vô phong cũng biết cô ta đang nghĩ gì vì vậy thần bí nói cô có biết lúc này tôi đưa cô đi đâu không liễu như lắc đầu diệp vô phong cũng không nói đến nơi rồi sẽ biết nơi đó tuyệt đối an toàn ít nhất người của nhà họ nguyên sẽ không dám công khai tiến vào nơi đó cho dù có dũng cảm đến đâu liễu như vẫn không biết diệp vô phong đang nói đến nơi nào Liễu Như nhìn đường càng ngày càng hẻo lánh, cô ta nghi hoặc nhìn Diệp Vô Phong, không phải anh sẽ rời khỏi Liêu Tây đấy chứ? Diệp Vô Phong lắc đầu, đương nhiên không phải, nếu rời đi Tây Liêu, việc lên toàn sẽ tốn rất nhiều thời gian, thời gian càng dài thì càng có nhiều bất chắc. Cô cho rằng người nhà họ Nguyên không dám giết cô trên đường ra tòa à? Đương nhiên Liễu Như tin, dù sao thì ở Liêu Tây này, không có việc gì mà nhà họ Nguyên không dám làm, nhà họ Nguyên đã trở thành ác bá ở Liêu Tây. Diệp vô phong lúc này mới hờ hững nhún vai, vậy nên việc tôi phải làm lúc này là đưa cô đến một nơi mà ngay cả nhà họ Nguyên cũng không dám đến. Ngay sau đó, một cánh cổng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Liễu như sửng sốt một hồi, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp vô phong lại chơi lớn như vậy, anh còn có thể nghĩ tới nơi này. Diệp vô phong mỉm cười, để tôi nói cho cô biết, nơi này là an toàn nhất. Vũ khí cùng đạn dược bên trong đầy đủ như vậy, nếu như nhà họ Nguyên dám tới, Kết quả cuối cùng sẽ bị thủ vệ ở đây giết chết. Liễu Như bất lực nói, nhưng làm sao anh biết họ sẽ cho anh vào, anh không thấy tấm biển đó sao? Liễu Như đang nói đến tấm sắt treo trước mặt, khu vực quân sự, người không phận sự cấm vào. Diệp Vô Phong nở nụ cười, đó là người không phận sự, đừng coi thường tôi, tôi là người của chính phủ đấy, đến mấy nơi như thế này không phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Vô Phong lái xe tới cửa, lúc này bảo vệ ở cửa vội vàng chạy tới. Có chút cảnh giác nhìn Diệp Vô Phong. "Ai, anh làm gì ở đây?" Quân nhân này hỏi. Đây là căn cứ đóng quân ở Liêu Tây, Diệp Vô Phong đã suy nghĩ xem nên đi đâu là an toàn, cuối cùng nơi anh có thể nghĩ tới chính là đây. Cho đến ngày diễn ra phiên tòa, chỉ cần Liễu Như ở lại nơi này, cho dù nhà họ Nguyên muốn làm gì Liễu Như cũng không cách nào làm được. Bởi vì phòng ngự ở đây là tường đồng vách sắt, so với nhà họ Nguyên, phòng thủ của nhà Nguyên không thể chịu nổi một kích của căn cứ quân sự này. Dù sao thì phải biết rằng mấy nơi trọng địa quân sự này có vũ khí hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng, máy bay và đại bác. Diệp vô phong mở cửa xe, cười nói, xin chào, tôi tới đây tìm nơi trú ẩn. Ai là sĩ quan lớn nhất trong căn cứ quân sự của anh thế? Có thể để bảo hắn ra đây một chút không? Hoặc là anh đưa chúng tôi vào đi. Người quân nhân chỉ thờ ơ nhìn Diệp vô phong, hoàn toàn không nghe theo lời của Diệp vô phong, hắn chỉ là hỏi Diệp vô phong mấy câu. Nơi này của chúng tôi là trung tâm quân sự, xin vui lòng rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không được phép thì anh không được phép vào căn cứ quân sự." Diệp Vô Phong không khỏi cảm thấy bất lực trước chuyện này, không ngờ người quân nhân này lại khó khăn như vậy, anh nghĩ chỉ cần để tên lính báo tin, các sĩ quan bên trong sẽ đi ra, còn anh sẽ có thể phô bày thân phận. Anh nói với lính gác, "Thực ra, tôi là thành viên của cục Hồng Thuẫn. Tôi đến đây để nhờ mọi người giúp tôi bảo vệ một nhân chứng rất quan trọng." Sau khi người lính nghe nói là cục Hồng Thuẫn, anh ta cau mày, hoàn toàn không tin được lời của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong thở dài, "Quên đi, tốt hơn tôi nên nói chuyện với đội trưởng của mình, để đội trưởng của tôi nói chuyện với thủ trưởng của anh." Anh gọi cho Du Kinh Hồng, nhưng Du Kinh Hồng chỉ nói một câu đã biết rồi, cúp máy. Chỉ 5 phút sau, một người đàn ông trung niên mặc quân phục nhanh chóng đi tới cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đi tới trước mặt Diệp Vô Phong liền vội vàng hỏi, "Đồng chí Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong gật đầu. Tôi là Lưu Trạch Hữu thiếu tá phụ trách căn cứ quân sự này. Tôi đã nghe đội trưởng của anh kể về tình hình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho nhân chứng quan trọng này. Xin hãy yên tâm, hiện tại xin hãy theo tôi vào bên trong khu quân sự, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ. Lưu Trạch Hữu kiên định nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 576, so tài xả kích. Diệp Vô Phong gật đầu và đi theo Lưu Trạch Hữu vào trong, trong khi người lính đứng gác trở lại vị trí của mình và tiếp tục nhìn về phía trước không chớp mắt. Xe tự nhiên lái vào khu quân sự, Lưu Trạch Hữu bắt đầu dẫn đám người Diệp Vô Phong đi hết một đoạn đường, không lâu sau đã đến khu ký túc xá. Lưu Trạch Hữu cười nói, ở đây chúng tôi chỉ có ký túc xá nam, cho nên sẽ hơi không ổn khi cô gái nhỏ này sống trong ký túc xá, nhưng đừng lo lắng, cô sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm, bên cạnh cô đều là những người lính tinh nhuệ nhất. Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, họ sẽ đến ký túc xá của cô sớm nhất có thể để bảo vệ cô. Liễu Như không ngờ có một ngày cô ta có thể được nhiều binh lính bảo vệ như vậy, kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, vẫn không biết Diệp Vô Phong có thân phận là gì. Nhưng cô ta đã tin rằng Diệp Vô Phong là người của chính phủ, nếu không phải người của chính phủ thì sao có thể có đãi ngộ như thế này chứ. Còn cô ta cũng đã được quân nhân của quân khu bảo vệ, thật sự không cần lo lắng an toàn ở nơi này dù nhà họ nguyên có ra tay cũng tuyệt đối không thể vào quân khu đây là điều rõ ràng bị cấm đoán nếu nhà họ nguyên dám thò tay vào quân khu thì người phía trên nhất định sẽ xử lý nhà họ nguyên bằng mọi giá diệp vô phong vừa lòng gật đầu một cái sau đó nói vậy thì tôi yên tâm rồi tôi còn có việc phải đi ra ngoài lưu trạch hiếu vội vàng nói vừa rồi đội trưởng của anh bảo tôi là cô ấy sẽ tới đây bảo anh chờ cô ấy một chút diệp vô phong tò mò nhìn lưu trạch hiếu Lưu Trạch Hữu cười khúc khích, tôi không nói như vậy, chính đội trưởng của anh đã nói rằng tôi phải giữ anh ở đây trước. Diệp Vô Phong gật đầu, vậy chắc có lẽ cô ấy không tới nhanh như vậy đâu, anh có thể cho tôi đi xem chung quanh được không? Lưu Trạch Hữu mỉm cười, đương nhiên không có vấn đề gì. Ba người bước ra ngoài, nhanh chóng đến sân huấn luyện của quân khu, lúc này trong sân huấn luyện đã diễn ra một số bài huấn luyện cận chiến, rèn luyện thể lực và thực chiến những người lính này đã nỗ lực hết mình để nâng cao sức mạnh. Một khi một người lính đột phá bản thân hoặc đạt được kết quả rất tốt, những người lính xung quanh anh ta sẽ tán thưởng anh ta. Lưu Trạch Hữu nhướng mày và chỉ vào một người bắn súng cố định ở phía xa, đồng chí Diệp, anh có hứng thú không? Tôi nghe nói rằng các thành viên của Cục Hồng Thuẫn đều khá mạnh, và họ đều được chọn lọc từ những nơi khác nhau, mỗi thành viên đều là một nhân tài. Diệp vô phong không ngờ Lưu Trạch Hữu lại có ý muốn đọ sức như vậy, anh chỉ có thể bất lực nhún vai, thực ra cũng không khoa trương như lời anh nói. Vậy thì phải cho chúng tôi mở mang kiến thức một chút nhỉ." Lưu Trạch Hữu nói với một nụ cười trên môi. Diệp Vô Phong chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh, "Được rồi, vậy tôi sẽ luận bàn cùng ai đây?" Lưu Trạch Hữu ra hiệu cho một người lính trẻ, người này chạy tới, hô lớn, "Xin thủ trưởng chỉ thị." Lưu Trạch Hữu rất vui vẻ nói với Diệp Vô Phong, "Đây là người lính có thành tích xả kích tốt nhất trong quân khu của chúng tôi." đồng chí diệp và phó dũng so tài chắc là không có vấn đề gì nhỉ đương nhiên diệp vô phong không có vấn đề gì dù sao anh vẫn là rất tự tin vào thực lực của chính mình cả hai đến vị trí xả kích rồi chuẩn bị súng đạn sau khi binh lính ở một bên huấn luyện xong bọn họ đều nhìn sang đây rất tò mò về thân phận của diệp vô phong là phó dũng đấy so tài xả kích với phó dũng người này có điên không phó dũng là nhà vô địch xả kích của chúng ta đấy ai biết được, có lẽ là người không biết sự lợi hại của Phó Dũng. Nhìn quần áo là biết từ bên ngoài vào, chắc là thủ trưởng muốn hạ nhuệ khí của người từ bên ngoài vào đấy. Cho hay, so tài với Phó Dũng thì chắc chắn là đâm đầu vào chỗ chết rồi, để xem người này thảm hại như thế nào. Các quân nhân đều không hề coi trọng Diệp vô phong, dù sao họ cũng đều biết khả năng xả kích của Phó Dũng lợi hại như thế nào. Trong cuộc thi năm nay, Phó Dũng bắn súng điểm cố định chỉ thiếu một vòng, suýt nữa đã lập kỷ lục về cả 10 vòng rồi. Diệp vô phong nhìn Phó Dũng cười nói, anh đi trước, tôi phải điều chỉnh trạng thái của mình trước đã. Phó Dũng cũng không khách sáo, anh ta biết Lưu Trạch Hiếu muốn để anh ta đả kích Diệp vô phong, vì vậy anh ta cầm súng lên và thực hiện động tác. Tốc độ bắn rất nhanh và rất chính xác, sắp tới sẽ xuất hiện điểm số, thời gian bắn là 10 giây, số vòng là 96. Điều này đủ để gây sốc cho tất cả mọi người rồi vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, chỉ thiếu có bốn vòng thôi, loại chuyện này binh lính khác không thể làm được. Ngay cả Lưu Trạch Hữu ở bên cạnh cũng gật đầu rất hài lòng. Anh ta nhìn Diệp vô phong cười nói, thật ngại quá, lính của tôi vẫn luôn có tư chất về xả kích, nếu bị thua cũng tuyệt đối không trách anh đâu. Diệp vô phong nở nụ cười, doanh trại quân đội từ khi nào lại nói ra loại lời nói khách sáo này chứ, thua là thua, thắng là thắng, người không có kỹ năng thì chỉ có thể rèn luyện thêm mà thôi. Lưu Trạch Hữu vỗ tay sau khi nghe những lời của Diệp Vô Phong, anh ta thích những gì Diệp Vô Phong nói. Chỉ là anh ta biết Diệp Vô Phong nhất định sẽ thua, anh vẫn có lòng tin với lính của mình, kết quả này mà đem so với các quân khu khác thì cũng có thể đạt được thứ hạng rất cao. Diệp Vô Phong thản nhiên lấy súng ra, sau khi bắt đầu bắn gần như liên tiếp, 10 viên đạn chỉ mất chưa đầy 2 giây. Chiêu thức này trực tiếp làm chấn động toàn bộ binh lính tốc độ này khiến bọn họ nghi ngờ Diệp Vô Phong chỉ là tùy tiện bắn ra thôi. Nhưng ngay sau đó điểm số từ bia ngắm phía trước chuyển đến là vòng thứ 97, điều này làm cho bọn họ kinh ngạc một hồi, bắn liên tục mà vẫn có thể đạt 97, đây là loại quái vật gì vậy? Tất cả binh lính đều kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong chỉ nhún vai cười nói, kỳ thực, tôi không thường chơi ở trình độ này. Mọi người nhìn Diệp Vô Phong, đều nghĩ Diệp Vô Phong chỉ là gặp may, bằng không thì làm sao có thể bắn chúng đạn cùng một chỗ khi độ giật liên tục nặng như vậy. Điều này đơn giản là không thể làm được. Đơn giản đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được, hiện tại tất cả binh lính đều im lặng, ngay cả Lưu Trạch hữu cũng đang lẳng lặng nhìn Diệp Vô Phong. Anh ta biết rằng những người trong cục Hồng Thuẫn rất mạnh, nhưng phải có giới hạn, phải không? Loại chuyện nghịch thiên này mà có thể làm được, vậy còn có gì mà cục Hồng Thuẫn không làm được không? Anh! Lưu Trạch Hữu lúc này mới bày ra vẻ bất lực, không biết dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt cảm xúc của mình, nhưng anh ta cũng biết ít nhất Diệp Vô Phong là đồng đội của bọn họ, không phải là kẻ thù. Chương 577, sức nặng của một quyền. Nếu đối phương có thực lực mạnh như vậy, bọn họ chỉ có thể cảm thấy kinh hãi. Thủ trưởng, bình thường thì tôi sẽ bắn trúng điểm giữa mới đúng. Chắc là do tôi cầm súng trong tay không quen lắm, nên mới bị lệch ba vòng. Diệp Vô Phong bất lực nói những người lính xung quanh ồ lên. Đùa à! Chúng tôi đã rất khiếp sợ khi anh bắn trúng vòng 97 trong 2 giây rồi, thế mà anh còn nói số điểm này rất thấp, do không quen sử dụng súng nên anh chỉ bắn trúng vòng 97 ư. Ngay cả Lưu Trạch Hiếu cũng cảm thấy lời nói của Diệp Vô Phong quá đả kích, da mặt của anh ta co giật, sau đó nhanh chóng dẫn Diệp Vô Phong rời đi. Anh ta cũng không muốn lính của mình dính thêm một đòn nữa nên nhanh chóng kéo Diệp Vô Phong về phía trước chẳng mấy chốc bọn họ đã tới nơi tập trận cận chiến, Diệp Vô Phong thấy đám binh lính này tự do chiến đấu nên cười cười nhìn bọn họ rồi đi về phía trước. Lưu Trạch Hữu chỉ đưa hai người Diệp Vô Phong đi tham quan, không dám để cho Diệp Vô Phong tiến lên luận bàn nữa. Dù sao anh ta cũng đã biết đám người Diệp Vô Phong nhất định mạnh hơn cấp dưới của anh ta, bên trong cục Hồng Thuẫn thì đều là cao thủ. Các cao thủ của cảnh giới tông sư tụ họp lại, còn bọn họ cũng chỉ là binh lính bình thường cho dù có luyện tập một ít công phu ngoại gia cũng tuyệt đối không thể đọ sức với một cao thủ thực thụ như Diệp Vô Phong. Lúc này, Lưu Trạch Hiếu chỉ biết đi về phía trước một cách bất lực, cảm thấy những cuộc tập trận này quá yếu. Nhưng ở trước một dụng cụ kiểm tra sức bền, Lưu Trạch Hiếu dừng lại, anh ta nhìn Diệp Vô Phong cười cười nói, đồng chí Diệp, máy này của chúng tôi là kiểm tra sức bền, đồng chí có muốn thử không? Anh ta đang nghĩ, nếu binh lính không thể đối chiến, nhưng vẫn có thể kiểm tra sức mạnh bằng máy móc, máy móc sẽ không bị hỏng. Diệp vô phong nhìn chiếc máy này, hỏi, hạn mức của chiếc máy này là bao nhiêu? Lưu Trạch Hữu nghĩ nghĩ rồi nói, 1.500 cây Diệp vô phong lắc đầu, như vậy thì thôi đi. Lưu Trạch Hữu nghi hoặc, tại sao? Chẳng lẽ 1.000 kg còn chưa đủ cho anh đánh sao? Sao có thể chứ, quân của tôi có mạnh lắm cũng chỉ hơn 200 kg thôi. Diệp vô phong chỉ cười mà không nói. Lưu Trạch Hữu vẫn không hiểu, 1.500 kg là đủ rồi chứ. Dù sao ngay cả nhà vô địch quyền Anh Tyson cũng chỉ ngừng lại ở mức 800 kg thôi. Diệp vô phong thở dài, quên đi, tôi thật sự không muốn phá hỏng máy của anh. Lưu Trạch Hữu chỉ vào chiếc máy, hang hái nói, anh cứ việc đánh, nếu thật sự hỏng thì tôi cũng không oán hận nửa lời đâu. Diệp vô phong càng nói như thế, anh ta càng muốn biết Diệp vô phong có thực lực như thế nào. Anh chắc chứ, Diệp Vô Phong xác nhận lại một lần nữa. Lưu Trạch Hữu gật đầu khẳng định. Diệp Vô Phong bất lực nói, được rồi, nếu anh đã kiên quyết muốn tôi ra tay, tôi chỉ có thể gắng gượng mà làm thôi. Anh đi đến trước máy đấm, sau đó chỉ vỗ nhẹ một trường, giống như là tung nhẹ cứ đấm ra, ngay cả Lưu Trạch Hữu cũng cảm thấy rằng Diệp Vô Phong đang ứng phó với anh ta. Nhưng khi lòng bàn tay của Diệp Vô Phong tiếp xúc với máy kiểm tra sức mạnh, toàn bộ bộ phận dùng để đánh đã bật ngược lên, dính vào máy và phát ra tiếng nổ lớn. Toàn bộ cỗ máy rung lên, dữ liệu hiển thị trên đó trực tiếp tăng vọt lên 1.500 kg, ngay sau đó toàn bộ màn hình hiển thị phát ra âm thanh tiết tít, cuối cùng là bốc khói. Lưu Trạch Hữu kinh ngạc nhìn cái máy, cái này. Diệp vô phong nhún vai nói, anh xem, tôi đã nói rồi, nhưng anh không có nghe tôi. Lưu Trạch Hữu lắc đầu, không sao, mặc dù máy bị hỏng, nhưng có thể mua mang kiến thức từ một nhân tài như anh cũng đáng lắm diệp vô phong xua tay tôi có là nhân tài gì đâu chứ tôi chỉ là thành viên của cục hồng thuẫn bên ngoài chỉ kinh doanh một chút thôi đương nhiên lưu trạch hiếu biết diệp vô phong đang rất khiêm tốn nếu không coi đây là một cao thủ nhân tài thì cái gì mới được coi là một cao thủ nhân tài chứ chẳng lẽ là bay trên trời sao nhưng điều đó chỉ tồn tại trong các chương trình truyền hình thôi theo ý kiến của anh ta Diệp Vô Phong là một cao nhân rồi. Lúc này, Du Kinh Hồng đã đi tới bên cạnh Diệp Vô Phong, nhìn về phía Liễu Như bên cạnh Diệp Vô Phong, nói, "Nói chút đi, tại sao lại đưa cô gái này tới nơi này?" Diệp Vô Phong thấy đó là Du Kinh Hồng, vì vậy cười nói, "Đội trưởng, cô gái này có thể khiến Nguyên Đạt Tiêu sụp đổ." Du Kinh Hồng có chút nghi ngờ nói, "Xem ra vẫn còn một số điều tôi không biết." Diệp Vô Phong nở nụ cười, "Có rất nhiều chuyện cô không biết, cô tới đây cũng chưa lâu." cũng không rõ ràng lắm chuyện trước khi tới, nhưng tôi đến Liêu Tây trước, cho nên ít nhiều gì cũng biết một chút về nhà họ Nguyên. Du Kinh Hồng gật đầu, nếu đã như vậy, anh nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi. Diệp Vô Phong nói với Du Kinh Hồng về chuyện của Liễu Như, về Du Kinh Hồng vỗ tay, vấn đề này phải được giải quyết một cách công bằng và công khai. Chúng ta không được để những người như Nguyên đạt tiêu nhởn như ngoài vòng pháp luật, biết không? Diệp Vô Phong kiên quyết gật đầu, đúng vậy, đội trưởng, tôi nhất định sẽ không để cho nguyên đạt tiêu sống vui vẻ ở liêu tây hiện tại tôi sẽ cho người bắt nguyên đạt tiêu lại du kinh hồng rất hài lòng với cách làm việc của diệp vô phong cô ta cũng biết nhà họ nguyên có thể sẽ bắt đầu sụp lún vì chuyện của nguyên đạt tiêu chỉ cần cục hồng thuẫn bọn họ châm dầu ở phía sau thì sự sụp đổ sẽ nhanh hơn diệp vô phong không ngờ anh lại làm tốt loại chuyện này như vậy lúc ở bên ngoài trước kia có phải anh thường dùng cách này để tiêu diệt các tổ chức khác không Du Kinh Hồng tò mò hỏi. Diệp vô phong vỗ đùi, đội trưởng, oan cho tôi quá, tôi thật sự là người tốt mà. Du Kinh Hồng chỉ dừng dưng nhìn Diệp vô phong, còn Diệp vô phong chỉ có thể xấu hổ gãi đầu. Liễu như nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, cô ta có thể thấy rằng cả hai sẽ giúp đỡ cô ta, vì vậy cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp vô phong. Các người thật sự muốn chống lại nhà họ Nguyên sao? Phải biết nhà họ Nguyên ở Liêu Tây một tay che trời đấy. Liễu Như vẫn rất lo lắng về điều này, vì sợ rằng Diệp Vô Phong và những người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm vì chuyện của mình. Diệp Vô Phong cười nói, "Đừng lo lắng, chúng tôi chống lại nhà họ Nguyên không phải chỉ vì một việc của cô, chẳng qua là nếu đã gặp thì chúng tôi cũng sẽ giúp cô lấy lại công bằng từ nhà họ Nguyên." Thực tế đó là kết quả của việc giúp đỡ lẫn nhau. Chương 578: Nguyên đạt tiêu kinh sợ. Nhưng dù sao Liễu Như vẫn lo lắng Cô ta biết ở nơi này không ai có thể làm gì được nhà họ Nguyên, kết quả cuối cùng của việc chọc tức nhà họ Nguyên là bị giết. Ở nơi này, nhà họ Nguyên là hoàng đế, nói cái gì thì chính là cái đó, thậm chí còn không thèm nể mặt chính phủ. Tất nhiên Diệp vô phong biết điều này, đó là lý do tại sao những nhân tài của cục Hồng Thuẫn lại đến đây. Điều này để phía chính phủ có thể nhận được sự giúp đỡ và đối phó với nhà họ Nguyên suôn sẻ hơn nhiều. Bây giờ đã có nhân chứng và bằng chứng, Việc còn lại là tòa án bắt nguyên đạt tiêu lại." Diệp Vô Phong nói. Du Kinh Hồng gật đầu, "Chuyện này tôi sẽ sắp xếp, anh chỉ cần có thể bảo vệ Liễu Như ở đây bình an vô sự là được." Diệp Vô Phong nhìn quanh, nơi này nhất định rất an toàn. "Tôi không cần ở lại đây, Liễu Như thực sự gặp nguy hiểm là khi cô ấy rời khỏi khu quân sự, trước khi tới được tòa án thì nhất định sẽ có rất nhiều người ngăn cản." Du Kinh Hồng cũng biết không chỉ có nhà họ Nguyên mà những người có quan hệ mật thiết với nhà họ Nguyên sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn hành động của họ. Chỉ là Du Kinh Hồng không lo lắng chút nào về điều này. Nếu Diệp Vô Phong đã ở đây, nên sự an toàn của Liễu Như có thể được đảm bảo, ngay cả khi rời khỏi khu vực quân sự, Diệp Vô Phong cũng có thể đảm bảo sự an toàn của Liễu Như. Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong rời khu vực quân sự sau khi thảo luận. Nguyên Đạt Tiêu đang ngồi trong câu lạc bộ Hào Thiên, sắc mặt rất u ám nghe thông tin cấp dưới báo cáo trong lòng càng thêm hồi hộp tôi nói rồi phải giữ cô ta lại tại sao lại để cô ta chạy mất hả nguyên đạt tiêu nhìn tên vệ sĩ đang quỳ trước mặt mình với vẻ tức giận người vệ sĩ cũng rất bất lực dù sao anh ta cũng biết đó không phải lỗi của mình ai mà biết được cô gái tên liễu như lại có thể chịu đựng như vậy mãi cho đến khi cô ta nhảy ra khỏi xe họ đều cho rằng liễu như đã ngất xỉu thôi cuối cùng liễu như cũng vượt qua được không rên một tiếng, cho nên mới có chuyện như vậy, bọn họ cũng không muốn mà. Nguyên Đạt Tiêu đập thẳng gạt tàn thuốc trong tay vào trán tên vệ sĩ, máu bắn ra một hồi nhưng tên vệ sĩ chỉ khịt mũi không dám ra kêu lên một tiếng. Nguyên Đạt Tiêu hít một hơi thật sâu, bởi vì một sơ suất của mày mà tao phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực cho việc này, lại bị bọn họ tóm được nhược điểm, đều tại mày, chết tiệt. Vệ sĩ nhanh chóng nói, cậu đạt tha mạng, tôi thật sự không muốn chúng tôi không nghĩ tới cô gái kia không ngất mà nhảy xuống sông. Nguyên đạt tiêu xua tay, tao không muốn nghe lời vô nghĩa của mày, hiện tại nhiệm vụ của mày đã thất bại, lại còn liên lụy đến tao, tao nên làm gì với mày đây? Nếu mày tự giác động thủ với mình thì tao cũng không lãng phí thời gian nữa, tao còn phải đi đù đắp những sai lầm của bọn mày đấy. Lúc này, một nhóm người đột nhiên tiến vào câu lạc bộ hào thiên, mười mấy người này đều mặc âu phục, trên cổ có chữ tòa án, chính là nhân viên tòa án ở Liêu Tây tới bắt Nguyên Đạt Tiêu. Sau khi những người này đến, các vệ sĩ xung quanh lần lượt lao về phía họ. Các nhân viên của các tòa án này không hề hoảng sợ, đưa ra một lệnh bắt và nói với Nguyên Đạt Tiêu, "Nguyên Đạt Tiêu, chúng tôi là nhân viên tòa án, bây giờ có người cáo buộc anh giam giữ, đánh đập và hành hung Liễu Như, xin mời anh theo chúng tôi một chuyến, hỗ trợ điều tra." Nguyên Đạt Tiêu trừng mắt, nhanh như vậy sao? nhưng các người nghĩ tôi sẽ đi cùng các người ư trần trí tân thờ ơ nhìn nguyên đạt tiêu với tư cách là người phụ trách hoạt động này tất nhiên anh ta phải đưa nguyên đạt tiêu trở về mới hoàn thành nhiệm vụ vì vậy sau khi nhìn thấy những vệ sĩ xung quanh anh ta biết chuyện này hơi khó hoàn thành anh ta cười nói bạn có thể chống lại việc bắt giữ nhưng hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra sau sự việc này nguyên đạt tiêu lạnh lùng nhìn trần trí tân còn có thể làm gì để tôi nói cho anh biết anh muốn tôi đến trại giam của anh, không có cửa đâu. Nguyên đạt tiêu ghét nhất là trại giam, đặc biệt là sau khi bị đường chảm cưỡng bước vào trại giam lần trước, anh ta rất không thích trại giam, cứ như thể vào trong đó là sẽ chết vậy. Anh ta lạnh lùng nói, ở đây có hơn 20 vệ sĩ, anh nghĩ có thể đối phó với bọn họ sao? Ngoài những vệ sĩ này ra, tôi còn có hai cao thủ ở đây. Anh cho rằng các người có thể mạnh mẽ mà bắt được tôi sao? Anh ta hoàn toàn không lo lắng về điều này, bởi vì anh ta biết thực lực của câu lạc bộ hào thiên của mình, mười mấy người này không thể làm gì vệ sĩ dưới tay anh ta được. Trần Trí Tân cũng biết tình hình hiện tại, nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh, đương nhiên tôi sẽ không làm khó anh, nhưng tôi không làm không có nghĩa là người khác sẽ không làm. Nguyên đạt tiêu chế nhạo, ở Liêu Tây, tôi không tin có ai khác có thể đụng đến Nguyên đạt tiêu tôi. Trần Trí Tân đặt lệnh bắt lên bàn, đến hay không là tùy anh. Chúng ta đã xin chi viện của quân khu rồi nếu anh không định đi cùng chúng tôi quân đội sẽ trực tiếp lái xe tới nơi này đến lúc đó câu lạc bộ hào thiên sẽ như thế nào thì tôi không biết đâu vẻ mặt của nguyên đạt tiêu thay đổi anh ta kinh hãi cái gì chi viện của quân khu ư làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy quân khu luôn không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong thành phố mà trần trí tân mỉm cười tôi biết là không quan tâm nếu chỉ có chúng tôi đi xin thì các đồng chí trong quân khu sẽ không đồng ý nhưng anh không ngờ nhỉ có người từ bên trên tiến vào, bọn họ đã xin quân khu hỗ trợ và bây giờ chúng tôi chỉ nhận mệnh lệnh và thực hiện thôi. Nguyên Đạt tiêu đổ mồ hôi trên trán, bởi vì anh ta biết nếu như quân từ quân khu thực sự tiến vào, cho dù có vạn lá gan, nhà họ Nguyên cũng không dám chống lại quân đội. Bọn họ có thể sống vui vẻ ở Liêu Tây là bởi vì bọn họ biết quân khu sẽ không quan tâm chuyện trong thành phố, người bên trên cũng sẽ không dễ dàng sử dụng thế lực của quân khu. Nhưng điều gì đang xảy ra bây giờ vậy? nguyên đạt tiêu do dự một lúc tự hỏi mình có nên rời khỏi đây cùng với trần trí tân hay không nhưng anh ta cũng biết rằng nếu bây giờ anh ta không rời đi một khi quân đội đến sẽ không phải là những gì họ có thể chịu đựng được thiết quyền lúc này mới đi tới cảnh giác nói hay là cứ đi theo bọn họ đi chúng tôi sẽ nói cho nhà họ nguyên biết chuyện này ngay bây giờ nhà họ nguyên nhất định sẽ biết phải làm gì sắc mặt nguyên đạt tiêu ảm đạm tuy rằng trong lòng rất không muốn nhưng anh ta cũng biết chính mình không có lựa chọn nào cả. chương 579, Vây ngụy Cứu Triệu Nguyên Đạt Tiêu nghiến răng, đi lên, nhìn Trần Trí Tân với ánh mắt dữ tận, tôi nhớ anh rồi, Trần Trí Tân đúng không? Dám làm như vậy với tôi, chờ đó. Trần Trí Tân chỉ dừng dưng vẫy tay với những người đồng hành của mình, hơn chục người từ tòa án đã trực tiếp đưa Nguyên Đạt Tiêu đi. Thiết quyền vội vã đến nhà họ Nguyên càng sớm càng tốt để nói với Nguyên Trần về vấn đề này và để Nguyên Trần tự xử lý nhưng ông ta không ngờ rằng vấn đề của nguyên đạt tiêu đã lan ra khắp liêu tây mọi người đều hết sức kinh ngạc hoàn toàn không hiểu tại sao nguyên đạt tiêu lại sợ hãi phải biết rằng nguyên đạt tiêu luôn không quan tâm đến chính phủ gặp phải chuyện này mà không đánh những người kia là đã nhân từ lắm rồi nhưng tình hình bây giờ là gì tại sao nguyên đạt tiêu lại ngoan ngoãn đi theo những người của chính phủ đến trại giam như vậy thiết quyền cúi đầu nói với nguyên trần mọi chuyện lúc này nguyên trần chống nạn với vẻ mặt u ám xem ra không sai cuối cùng bên trên cũng đã động đậy rồi ngay cả cục hồng thuẫn cũng được điều động trong lòng thiết quyền rất bồn chồn dù sao thì ông ta cũng biết giải cứu nguyên đạt tiêu lúc này mới là điều quan trọng nhất về chuyện cục hồng thuẫn đó không phải là vấn đề mà họ có thể can thiệp vào nguyên trần nheo mắt và nói nhanh nếu bọn họ để nguyên đạt tiêu vào trại giam tôi xem trong trại giam đó có thể chống lại bao nhiêu cuộc tấn công từ bên ngoài ông ta nhìn thiết quyền nói, để bọn côn đồ không sợ chết chuẩn bị đi. Tối nay trại giam sẽ ca hi đao, tôi muốn những người ở trên biết quyết tâm của tôi. Liêu Tây là của nhà họ Nguyên, nếu các người muốn để làm gì đó với nhà họ Nguyên thì nên cân nhắc kỹ đi. Thiết quyền nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng trên mặt, chắp tay rời đi. Còn Nguyên Trần chỉ thở dài một hơi, biết nhà họ Nguyên lúc này đang gặp nguy hiểm, dù sao ngay cả cục hồng thuẫn cũng đã được phái đến, như vậy chính là muốn thực sự ra tay chống lại nhà họ Nguyên. Chỉ có một cách khiến bên trên dừng hành động này lại, đó là giết hết các thành viên của cục Hồng Thuẫn đến nơi này, chỉ có cách này thì bên trên mới có thể dừng cuộc tấn công chống lại bọn họ. Nhưng muốn giết các thành viên của cục Hồng Thuẫn thì không hề đơn giản, ít nhất ông ta cũng biết rằng mọi thành viên của cục Hồng Thuẫn đều rất mạnh và ai cũng có quyền kiểm soát ở một số lĩnh vực nhất định. Như thể hệ thống mạng của nhà ông ta đã bị cắt đứt hoàn toàn trước đó, tức là chỉ có những cao thủ da trắng của cục hồng thuẫn mới có thể làm được điều này. Dù sao ông ta cũng biết những người đang bảo trì hệ thống mạng trong nhà mình là ai, họ đều là những người nổi tiếng trong hàng ngũ hacker quốc tế. Người bình thường thật sự không thể khiến họ bất lực như thế. Sau khi Diệp Vô Phong nghe Du Kinh Hồng nói tình hình, biết Nguyên Đạt Tiêu thực sự đã bị bắt, nhưng anh cũng biết rằng nếu Nguyên Đạt Tiêu chống lại, thì chuyện này sẽ không có nhiều khúc mắc như vậy, khi đến lúc hầu tòa thì bảo Nguyên Đạt Tiêu đến là được. Nhưng bây giờ Nguyên Đạt Tiêu thực sự đã đến trại giam, trong hoàn cảnh như vậy sẽ có một trận chiến đẫm máu và bạo lực xảy ra. Anh nói với Du Kinh Hồng, trại tạm giam phải tập trung tất cả phòng ngự, nếu không thì trại giam sẽ xong đời, nhà họ Nguyên sẽ không ngồi yên đâu. Du Kinh Hồng gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, không biết bọn họ sẽ tới đây bao nhiêu người, nhưng tôi đã sắp xếp hết bố cục, bọn Lạc Nham cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, nếu thật sự có người tấn công vào trại giam, thiệt hại của đối phương nhất định sẽ hết sức nghiêm trọng. Diệp Vô Phong biết Du Kinh Hồng đã làm gì sau khi nghe xong, anh thở dài, thật là đẫm máu mà, ngay cả La Tử đàn cũng thả ra sao? Du Kinh Hồng gật đầu, không còn cách nào, nếu chúng ta không thả La Tử đàn ra, nếu số lượng bên kia quá đông, chúng ta không có cách nào chống lại, người trong trại giam cũng không có cách nào ngăn cản cuộc tấn công của đối phương. Diệp Vô Phong biết lúc này không phải là lúc có lòng nhân từ, khi đối phương tấn công, nhất định không được nói đến lòng nhân từ, nếu giết được thì nhất định phải giết. Diệp vô phong lắc đầu cười khổ nói, tôi biết rồi, nếu đã như vậy thì quên đi, giết bọn họ trước đi. Chỉ là khi nhìn về phương hướng trong thành phố, anh nghĩ về điều đó và cảm thấy không nên để xảy ra loại chuyện này, đặc biệt là anh không thể đoán được sẽ có bao nhiêu người chết trong đợt tấn công này. Anh không muốn có quá nhiều cảnh đẫm máu ở Trung Quốc, những trận chiến đẫm máu diễn ra trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế là quá đủ rồi. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho đường chảm, nếu có thể, anh hy vọng đường chảm có thể ngăn cản chuyện này và anh đã tìm ra một cách vào buổi tối trong nhà họ nguyên hàng trăm tên côn đồ đang phân loại súng ống chúng biết chúng sẽ làm gì lần này bỏ mạng trong cuộc đỏ súng là chuyện bình thường nhưng cái giá mà nhà họ nguyên đưa ra cho chúng thật sự hấp dẫn nếu họ không chết thì sẽ được thưởng rất nhiều nhưng nếu họ chết vì trận chiến này thì phần thưởng sẽ còn nhiều hơn và những phần thưởng này cuối cùng sẽ về tay gia đình họ thế là đủ khi họ ra ngoài nhiều người đều phải vướng bận chuyện trong nhà vì vậy khi nhà họ nguyên đề nghị bọn họ ra tay họ đã đồng ý mà không chút do dự ngay khi họ chuẩn bị đi ra ngoài một tiếng súng đột nhiên xuất hiện và các tay súng bắn tỉa xung quanh hết sức kinh hãi vì họ phát hiện đối phương đã bắn về phía họ một tay súng bắn tỉa trực tiếp bị bắn trúng đầu lúc này những tay súng bắn tỉa khác không biết đối phương đang bắn từ hướng nào đúng lúc mọi người đang bối rối một viên đạn lại một lần nữa giải quyết một tay súng bắn tỉa chỉ lúc này mới có một tay bắn tỉa tìm ra phương hướng của kẻ thù ở phía tây họ đang ở trên tòa tháp ở phía tây một lính bắn tỉa hét lên những tay bắn tỉa khác hướng sự chú ý vào tòa tháp họ giơ súng bắn tỉa lên nhưng vì trời tối nên họ có thể nhìn thấy rất ít tòa tháp tối om và họ không biết kẻ địch đang ở đâu đường chảm nói với bộ đàm tiểu yêu vị trí của cậu đã bị bại lộ Hiện tại bên lui xuống đi. Tiểu yêu trông có vẻ thoải mái, yên tâm đi lão đại, vị trí của em tối đen, bọn họ không có cách nào tìm thấy em đâu. Em giết chết một tên nữa cũng không thành vấn đề. Đường triệt lãnh đạm nói, mục đích của chúng ta là kìm chân bọn họ, không phải thật sự muốn đối chiến với bọn họ. Tiểu yêu cười nói, vậy em sẽ xuống ngay, nhưng yêu tử đã sắp xếp vị trí nổ mình chưa thế. Em thấy nó lẻn vào trong cũng vẫn chưa có tin tức gì, không phải là bị bắt rồi chứ. Đừng nói nhảm nữa, dù cậu có bị bắt thì tôi cũng sẽ không bị bắt đâu. Đúng lúc này, một giọng nói thô lỗ truyền đến, yêu tử tuy là một thanh niên cường tráng, nhưng làm việc rất cẩn thận, loại chuyện đặt bom này cần phải hết sức cẩn thận. Chương 580, anh em ngoài mặt. Hơn nữa cũng cần phải hết sức cẩn thận khi chế tạo bom, nếu không sẽ tự thiêu chính mình luôn. Vì vậy, loại chuyện này luôn đòi hỏi những người rất táo bạo và cẩn thận mới có thể làm được, tuy yêu tử có dáng vẻ cao to, nhưng sự can đảm mà thận trọng chính là ưu điểm của anh ta lúc này anh ta đang đi dọc theo bức tường nhanh chóng tới nơi tụ tập bọn côn đồ kia anh ta thấy không dễ thoát ra chỉ có thể rút súng giả vờ phân loại khi một tên côn đồ nhìn thấy yêu tử đột nhiên xuất hiện hắn nghi ngờ hỏi anh là người mới đến đây hả à? yêu tử gật đầu và cười tâu tuét, lúc đến trại giam tôi cũng không muốn chết đâu tên côn đồ này bị yêu tử chuyển đề tài ai mà muốn chứ nhưng l không thành vấn đề dù sao nếu chúng ta chết nhà họ nguyên cũng sẽ cho rất nhiều tiền cũng coi như mình tới thế giới này một lần vì gia đình đi yêu tử gật đầu anh đúng là hoàn toàn giác ngộ mà tên côn đồ bất lực nói không giác ngộ cũng không được mà cậu không biết chúng ta sẽ như thế nào sau khi bước vào vòng vây của nhà họ nguyên đâu nếu nhà họ nguyên muốn chúng ta bán mạng cho họ nhưng lại trả thù lao cao như vậy không ai thèm để ý điều gì nữa Chết thì sao chứ, dù sao cũng sống như vậy thôi. Yêu tử nhất thời biết những người này là thứ gì, bọn họ đều là côn đồ không có hy vọng sống, đều đang chờ chết, hiện tại có cơ hội kết liễu cuộc đời, bọn họ cũng không có gì hối tiếc. Chỉ là sau khi yêu tử phân loại trang bị của mình, lúc này mới phát hiện mình không có cách nào thoát khỏi đám côn đồ này, xung quanh còn có mấy vệ sĩ, nếu có thay đổi thì nhất định sẽ bị phát hiện. Vì vậy chỉ có thể đợi sự hỗn loạn sau vụ nổ để thoát khỏi nơi này. Lúc này Đường Trảm và Tiểu Yêu ở bên ngoài cũng đang chờ vụ nổ, bọn họ đều biết chỉ cần với hỏa lực của bọn họ thì không có cách nào để nhà họ Nguyên hủy bỏ hành động lúc này. Chỉ có khiến nhà họ Nguyên cảm thấy bị uy hiếp, bọn họ mới không tính tới tình huống trong trại giam. "Lão đại, nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ tự vạch trần. Hồ Quý sẽ biết chúng ta đã ngồi xổm bên ngoài nhà họ Nguyên, nhất định có đánh chết hắn cũng không xuất hiện." Tiểu Yêu bất lực nói. Đường Trảm nhướng mày, nhưng cũng không do dự, đừng lo lắng, cho dù hắn có thể trốn trong đó cả đời, nhưng cũng phải tùy thuộc vào nhà họ Nguyên có đủ thực lực để luôn thống trị ở Liêu Tây hay không, còn bây giờ người của cục Hồng Thuẫn đã muốn động vào nhà họ Nguyên, cậu cảm thấy nhà họ Nguyên có thể đối chiến với Hoa Hạ sao? Tiểu Yêu lắc đầu, đương nhiên không có khả năng đối chiến, một nhà họ Nguyên làm sao có thể chống lại một quốc gia chứ, hơn nữa nhà họ Nguyên vẫn ở trong nội bộ Hoa Hạ, nếu Hoa Hạ muốn giết bọn họ, chỉ cần một đội quân tàn nhẫn là ổn rồi các biện pháp phòng thủ của nhà nguyên dù mạnh mẽ đến đâu cũng đều vô dụng cho nên ý của lão đại là sau khi chúng ta ngăn cản thì không cần tìm cách đi vào giết hồ quý sao tiểu yêu nghi ngờ nhìn đường trảm đường trảm gật đầu chỉ cần giám sát và đảm bảo rằng hồ quý không ra khỏi đó là được tiểu yêu mỉm cười như vậy nhiệm vụ của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều bùm trong khi họ đang thảo luận một tiếng nổ phát ra đường trảm sờ sờ mũi của mình bởi vì anh ta biết rằng yêu tử đã phân bố quả bom thành công kíp nổ ở trên người yêu tử vì vậy những quả bom này được yêu tử kích nổ cả nhà họ nguyên đều hoảng sợ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết có người đã cài bom trong nhà họ nguyên rồi các vệ sĩ cho rằng bom được ném vào từ bên ngoài nguyên trần lúc này đang ngồi trong đại sảnh nghe được thông tin cấp dưới báo lại liền đập bàn đừng hoảng sợ từ đồ phong đi xem có chuyện gì ta đoán là mấy con chuột bên ngoài làm, dù sao những người đó đều đang giám sát nhà họ Nguyên, không phải chỉ chờ cơ hội vào làm gì đó sao. Tư đồ phong gật đầu và bước ra ngoài, ông ta là một cao thủ cảnh giới chiến thần, có thể nói là không sợ bất cứ thứ gì. Ngay cả khi tiểu yêu cầm súng bắn tỉa trong tay, nhưng trước mặt tư đồ phong, mối đe dọa của một khẩu súng bắn tỉa là rất nhỏ. Dù sao ông ta hoàn toàn có thể cảm nhận được mối nguy hiểm trước, và sau đó tránh những viên đạn đó trước. Sau khi ông ta bước ra ngoài, Nguyên Tông Kiệt đứng dậy và đến trước mặt Nguyên Trần, cháu sẽ đưa người ra phía sau, sau đó đi vòng qua cửa trước để ra ngoài. Nguyên Trần xua tay, ở cửa sau chắc cũng có giám sát của bọn họ. Cậu vừa đi ra ngoài sẽ bị đối phương phát hiện. Nguyên Tông Kiệt nghe lời này thì sững sờ một lúc, anh ta có chút khó hiểu, bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu con chuột chứ. Cảm giác như chỗ nào cũng có người của bọn họ cả. Nguyên Trần thờ ơ nói, không cần biết bao nhiêu, hôm nay bọn họ đều sẽ chết ở đây. Nếu tư đồ phong còn chưa đủ, Tống Thanh Vân cũng nên ra ngoài. Tống Thanh Vân là một cao thủ cảnh giới chiến thần khác trong nhà họ Nguyên. Hai vị cao thủ cảnh giới chiến thần này đều là lực chiến mạnh nhất của nhà họ Nguyên, ngay cả Âu Dương gia ở Liêu Đông cũng không có cao thủ như vậy. Vì vậy, nhà họ Nguyên ở Liêu Tây thực sự còn rắc rối hơn họ Âu Dương ở Liêu Đông. Nguyên Trần đã suy nghĩ về lý do tại sao đường trảm lại ra tay vào lúc này, mặc dù đường chảm đang theo dõi nhà họ Nguyên, nhưng về cơ bản không có xích mích gì, nước sông không phạm nước giếng mà. Và mọi người đều biết rằng đám người đường chảm đến là vì hồ quý, lúc trước sau khi hồ quý đến, tư đồ phong mới phát hiện ra bọn đường chảm. Vì vậy, hiển nhiên bọn đường chảm đến là vì hồ quý. Hồ quý mặc áo choàng đen rừng rưng nhìn Nguyên Trần, ông cụ Nguyên, nếu thật sự không ổn, tôi cũng sẽ ra ngoài. Hồ quý biết rằng để bảo vệ mình, Nhà họ Nguyên đã đối đầu với đường chạm. Nguyên Trần phất phất tay, tôi đã nói phải bảo vệ anh toàn diện mà, chuyện này không cần bàn luận. Anh về trước nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Hồ Quý chỉ có thể cảm động và chắp tay, sau đó bước ra ngoài. Khi Hồ Quý rời đi, Nguyên Tông Kiệt Nghi hoặc nhìn Nguyên Trần, ông nội, cháu không hiểu. Không hiểu cũng là chuyện bình thường, cháu không biết trong tay Hồ Quý có bao nhiêu hàng hóa. Nếu hắn đã đến nhà họ Nguyên thì không thể rời đi như thế này. Không nhà miếng thịt nào ra thì đừng nghĩ tới." Nguyên Trần cười nói. Nguyên Tông Kiệt lúc này mới bừng tỉnh, anh ta cho rằng Nguyên Trần thật sự để tâm đến tình bạn chó má gì đó, lúc trước khi Hồ Quý đến Liêu Tây, cũng hát sơ uống rượu một lần với Nguyên Trần, cũng chỉ có giao tình như thế thôi. Thậm chí giao tình cũng không có, Nguyên Trần hoàn toàn không coi Hồ Quý là bạn của mình, ở vị trí của ông ta, bạn bè đã là một hy vọng xa vời rồi audio điện tử võ tấn bền hết chương 580